Dạ, trước hết Pháp Hòa xin được kính chào quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2022, nhân chuyến Phật sự ở Ontario, thì quý Phật tử ở vùng Quebec đã liên lạc và sắp xếp một chương trình cho Pháp Hòa về đây. Thì Pháp Hòa cũng thu xếp để cùng được về đây để thăm quý vị trong hai đêm. Tức là tối nay tại hội trường này và ngày mai ở chùa Linh Sơn. Và chúng ta được gặp nhau tất cả hai địa điểm ở thành phố Montreal, tiểu bang Quebec, Canada. Và trước hết xin được kính thăm sức khỏe quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng. Mong quý vị được nhiều sức khỏe bình an. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Cảm ơn đại chúng. Cũng mấy năm rồi Pháp Hòa mới được trở về đây để cùng thăm lại. Thì hôm trước thì đầu tiên thì chúng ta định ở một cái địa điểm nhỏ hơn, rồi thấy đông quá thì ban tổ chức lại dời ra đây. Nhưng mà Pháp Hòa nghe kể là mới đưa lên có 1 tiếng đồng hồ thì hết chỗ. Đã chiều nay có rất nhiều vị không thể vào đây được. Thôi thì mong quý vị hoan hỷ. Hy vọng lần sau chúng ta có một chỗ rộng hơn. Nhưng mà ngày mai chúng ta còn được gặp nhau ở chùa Linh Sơn nữa. Mong đại chúng có thể thu xếp để chúng ta cùng về thăm chùa, lễ Phật và cùng chia sẻ, trao đổi Phật Pháp. Thì thưa đại chúng, là xin nhắc lại một câu chuyện cũ trong truyện Tây Du Ký. Thì quý vị biết là ai xem phim Tây Du Ký cũng đều nhớ một cái đoạn rất là quan trọng, là khi mà ông Tôn Ngộ Không ổng quậy ở trên cung đình và bị Phật Tổ Như Lai ông đánh cược với Đức Phật là ông bay ra ngoài tam giới, thì Đức Phật mới cho ông bay. Và ông bay như thế nào không biết, mà đến cuối cùng ông ra ngoài khỏi trời đất thì ông mới nghĩ rằng ông đã ra ngoài rồi, cho nên ông mới định quay trở về. Nhưng mà ông nghĩ Phật Tổ có thể ăn gian, cho nên ông mới vạch cái quần ông ra, ông đứng ông tiểu ngay cái chỗ đó. Quý vị nhớ đoạn đó không? Và ông còn để lại một cái bút tích là Tề Thiên Đại Thánh đã đến đây. Xong rồi thì ông bay ngược trở lại. Thì đó ông mới tin chắc rằng ông đã rời khỏi cái tam giới này. Thì lúc đó Đức Phật nói là ngươi chưa bay được đi đâu hết á. Ông không tin. Thì Đức Phật nói ông hãy nhìn vô cái bàn tay của ta. Thì ông nhìn vào 5 ngón tay của Đức Phật, thì ông thấy ở khoảng cái ngón giữa đó đã có cái dòng chữ của ông. Thì ông bị thua. Thì ông thua thì Đức Phật mới lấy cái bàn tay Phật lật ngược lại, thì ông mới rơi xuống trần gian trở lại. Và ông bị một cái ngọn núi tên là núi Ngũ Hành đè ông 500 năm. Và khi mà cái ngọn núi đó đè ông 500 năm á, thì ở trên cái ngọn núi đó có để một cái lá bùa. Và trên cái lá bùa đó có 6 chữ linh thiêng. Đó là chữ Án Mani Bác Di Hồng. Tiếng Phạn đọc là Om Mani Padme Hum. Và trong suốt 500 năm ông bị đè như vậy đó, Đức Quan Âm Bồ Tát cũng không thể gỡ được lá bùa đó. Và phải dặn ông rằng đến khi nào ông đủ duyên gặp được một người, đó người đó cũng là thầy của ông, và chỉ có người đó mới đủ khả năng lên trên cái núi đó, gỡ tấm bùa đó ra và ông sẽ được giải thoát. Chắc quý vị nhớ hết những cái đoạn đó phải không? Coi phim Tây Du Ký là đoạn nào cũng hấp dẫn hết đó. Thì xin thưa đại chúng, là cái tác giả là ông Ngô Thừa Ân. Ông là một người đời. Nhưng mà ông dựa vào một nhân vật có thật trong Phật giáo Trung Hoa thời nhà Đường, đó là Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang quý chí đi thỉnh kinh ở Ấn Độ vì Ngài muốn theo gương người xưa. Tại vì trước Ngài Huyền Trang là có những vị trước đó nữa, như là Ngài Pháp Hiển. Thì Ngài Pháp Hiển đi về cũng viết một cái quyển nói về cái ký sự của mình. Thì chính những cái lời của Ngài Pháp Hiển đã làm một cái động lực để cho Ngài Huyền Trang quyết chí trở lại Ấn Độ. Nhưng mà chuyến đi của Ngài Huyền Trang lịch sử hơn, công phu hơn và hiểm nguy hơn. Bởi vì Ngài Huyền Trang đi đến đâu thì Ngài đều ghi lại hết những cái địa điểm Ngài tới, những cái văn hóa tập tục mà Ngài đã thấy được. Và Ngài còn ghi lại chi tiết địa dư của mỗi nơi. Chẳng những ở các nước Ngài trải qua, mà khi Ngài đến Ấn Độ, Ngài đã để thời gian 10 năm ở tại Viện Đại học Phật giáo đầu tiên, đó là Đại học Nalanda. Quý vị nhớ là Phật giáo đã có trường đại học ở tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 2. Và Viện Đại học Phật giáo đó đã đào tạo hàng chục ngàn tăng sĩ vào thời đó. Và đến thế kỷ thứ 6, Ngài Huyền Trang đã có mặt ở tại Ấn Độ, ở đó 10 năm. Và Ngài đi tham bái những thánh tích, Ngài đều ghi lại hết. Và chính những cái tài liệu đó là những cái tài liệu quý giá cho những nhà sử học sau này, những nhà khảo cổ sau này đã dựa vào cái quyển sách của Ngài, đó là quyển Đại Đường Tây Vực Ký. Tức là Đại Đường, tức là nói đến triều đại của Ngài sinh sống tại Trung Hoa. Tây Vực tức là Ấn Độ. Ký tức là ký sự, ghi lại. Ghi lại một chuyến đi từ Trung Hoa, Đại Đường, Trường An đến Ấn Độ. Và cái quyển đó sau này thành một quyển sách rất quý cho những nhà nghiên cứu Phật giáo, sử học, vân vân. Có những vị đã ca ngợi Ngài Huyền Trang không phải là một sử gia nhưng viết sử tài tình, không phải là một nhà khảo cổ nhưng mà nó nói rất chi tiết, không phải là một nhà địa lý nhưng đã đo đạt rất chính xác. Và khi Pháp Hòa đọc được những cái tài liệu đó thì vừa thương vừa quý, và cảm thấy mình quá hạnh phúc. Mình sanh sau Ngài biết bao nhiêu năm, nhưng mà mình vẫn còn được những cái tài liệu, và được nghe, được thấy những gì Ngài viết, và được nghe những người sau này ca ngợi tán thán cái chuyến đi vĩ đại của Ngài. Và trong cái chuyến đi đó, Ngài đã kể lại rất nhiều, và nhân gian đã truyền miệng với nhau những cái chuyện gọi là thần thoại về chuyến đi của Ngài. Và ông Ngô Thừa Ân đã dựa vào những cái chuyện đó, ông đã viết. Nhớ rằng ở trong bộ truyện đó chỉ có một nhân vật có thật, đó là Ngài Huyền Trang thôi. Còn Ngộ Không, Ngộ Tịnh, Sa Tăng là hư cấu, không có thật trong lịch sử con người. Và chính ông Ngô Thừa Ân đã dựng những nhân vật đó lên, và ông đã đưa ra những cái tai nạn từ những cái nhân vật như Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Phật Tổ Như Lai. Ông dựng lên, mượn vào đó để đưa lên những cái triết lý, những cái đạo lý trong cuộc sống. Quý vị nào có dịp thì quý vị có thể nghiên cứu rất nhiều những tài liệu viết về chú thích. Và riêng Pháp Hòa thì năm 2007, Pháp Hòa cũng đã nói sơ về bộ Tây Du Ký, và dựa theo bộ phim của Trung Quốc đóng năm 1986. Những ai mà đã có tuổi thơ ở thời đó đó thì chắc chắn sẽ có một kỷ niệm đẹp với cái bộ Tây Du Ký. Có không? Dạ. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa coi cái bộ đó bằng cái video, cái tape video mà nó nhảy, nó giật, coi muốn chết mắt luôn. nhưng mà tại ghiền quá có những đoạn mà nó nhảy đến mức độ mình không coi được, và thậm chí tiếng cũng không có hay, không có rõ. Pháp Hòa nhớ lần đầu tiên Pháp Hòa được đi Mỹ năm 93, thì đi uống Phước Lộc Thọ đó. Thì xuống Phước Lộc Thọ thì đi vô một cái tiệm, lúc đó thời đó là mấy cái tiệm bán nhạc, bán dĩa còn thịnh lắm. Quý vị biết thời đó mà 100 đồng cũng nhiều lắm á. Vậy mà dám nhịn ăn để 100 đô mua bộ Tây Du Ký mua bộ Tây Du Ký trọn bản cho rõ để về xem. Xem để rồi 2007 Pháp Hòa có một cái bài suốt 18 buổi để phân tích những cái chi tiết trong bộ phim đó, dựa theo bộ phim thôi. Tại vì quý vị xem phim thì mình nói trong phim nó sẽ dễ nhận hơn. Và người ta đã cắt nhiều lắm, tại vì nếu mà bộ đó mà hát trọn thì nhiều lắm, cho nên người ta đã chọn những cái tiết, những cái nạn mà quan trọng, hấp dẫn, người ta đóng một cái bộ phim đó. Và sau này mình coi lại thì mình thấy cái bộ phim đóng rất là công phu, rất công phu. Mà lúc đó thì kỹ thuật đâu có tốt, nhưng mà người ta đã cố gắng tạo bộ phim hay cho mình xem. Thì bộ đó vừa hay mà vừa đạt và có ý nghĩa. Thì Pháp Hòa chỉ kể sơ chút để cho mình thấy. Và nhất là chúng ta không nên hiểu lầm là Tôn Ngộ Không là có thật, để rồi chúng ta tạo những cái tượng để chúng ta thờ ở trong chùa. Tôn Ngộ Không không có thật. Và người nào mà lên đồng lên cốt nói ta đây là Tôn Ngộ Không thì quý vị biết là cái này là cốt gì đó nha chứ không phải là của Phật giáo nha. Nhưng mà ở đây á, cái bộ Tây Du Ký đó mình có thể nhìn bộ đó bằng tùy theo cái khía cạnh nào. Người chính trị người ta có thể tìm ra những cái ý tưởng ở trong cái bộ phim đó, nếu người ta đứng vào cái cặp mắt của chính trị. Tại vì thời đó là thời phong kiến, và con người muốn vươn lên, không để cho cái vua chúa cai trị, cho nên mới lập ra một nhân vật Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên nghĩa là bằng ông trời. Một vị đại thánh có thể ngang với trời gọi là Tề Thiên. Và những nhân vật ở trong đó. Nhưng ở đây mình nhìn bằng cái nhìn của Phật giáo, để mình đem những cái ý tưởng mà người ta muốn gửi gắm để mình ứng dụng trong cuộc sống của mình. Tại vì Phật giáo là không rời thế gian mà có. Vì vậy trong Phật Pháp chúng ta có câu Phật Pháp bất ly thế gian giác. Sự giác ngộ của con người không ngoài thế gian mà có được. Tại vì đạo Phật là đạo tỉnh thức, đạo giác ngộ. Ngày nào con người còn sống, có mặt loài người, thì những cái đường lối của Phật giáo còn có mặt để hướng dẫn cho người sống cho đúng. Cũng giống như ngày nào còn có xe hơi, có người lái, thì những bảng tên, những bảng chỉ đường, những đèn xanh, đèn đỏ phải còn tiếp tục. Tại vì nếu không người ta sẽ đi không có đúng đường và sẽ gây tai nạn. Ngày nào có người còn sử dụng xe, ngày đó đường xá còn có đèn xanh đèn đỏ, còn có những luật đi đường. Ngày nào còn có người có tội lỗi thì chúng ta phải có cảnh sát, có luật lệ. Phật giáo cũng như thế. Phật giáo không phải là một cái đạo giáo để chúng ta đến bằng tất cả cái sự tín ngưỡng thần quyền mà chúng ta dừng ngay đó. Mình có quyền tin Phật, ban phước cũng được nữa nhưng mà nếu dừng ngay đó thì tội Đức Phật quá, mà cũng tội luôn cho mình. Tại vì mình không biết cách sống. Và mình phải đi xa hơn nữa là tin Phật, rồi chúng ta biết những gì về Phật, Phật dạy những gì để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Phật Pháp bất ly thế gian giác. Muốn có sự giác ngộ mà rời thế gian này không có được. Cho nên bộ phim Tây Du Ký cũng nói lên những ý tưởng đó, nếu mình nhìn theo cái nhìn của đạo Phật. Phật Pháp có cái hay là một sự việc nó xảy ra, nếu chúng ta lấy con mắt bình thường chúng ta nhìn nó để chúng ta trách móc, chúng ta hờn giận cũng được thôi, tại vì mình nhìn bằng nhục nhãn. Đó là con mắt của người thường. Thí dụ như mình đang ngồi vậy đó, nó đi ngang, nó đụng mình, nó không xin lỗi, tức quá mình chửi nó, thì người khác thì cái người kia ta nghe câu chuyện đó, nó phải rồi, chỉ chửi nó là đúng. Tại vì người ta nghe và người ta nhìn và người ta nhận câu chuyện bất rất bình thường của cuộc sống. Mình đụng người ta mà không xin lỗi, người ta chửi mình phải rồi. Đó là mình nhìn, mình nghe bằng nhục nhĩ và nhục nhãn. Mà nhục nhãn là nhãn nhục. Nhãn nhục là ăn nhiều nóng lắm á. Nhưng mà nếu mà mình nhìn cái câu chuyện đó, mình nghe cái sự việc đó bằng thiên nhãn, nó tăng lên một chút. Thôi kệ nó đi chị, kệ nó đi anh, nó còn con nít, nó không biết chuyện nó mới vậy, chứ người lớn ai vậy. Mình đưa cái nhìn xa hơn một chút để mình bao dung được cái người kia, mình tha thứ được người kia. Đó là thiên nhãn. Nếu mình nhìn bằng Phật nhãn, bằng Pháp nhãn, bằng tuệ nhãn, trời ơi chị ơi, nó là cái đứa không thấy đường, hoặc là nó đang có việc khổ đau trong gia đình, nó đang rối bời, cho nên nó mới có những thái độ như vậy. Mình hiểu sâu hơn về cái người đó, về hoàn cảnh đó, và thậm chí mình có thể nhìn như vậy, dù có thể mình chưa biết. Nhưng người ta có những cái gì mà chưa dễ thương, hẳn phải có một cái lý do. Có thể trong người đó không có gì tươi mát hết, và nhiều khi từ nhỏ tới lớn nó sống trong hoàn cảnh như vậy đó. Đụng nhau thì trừng mắt thôi, thậm chí hỏi bộ đuôi hả? Nhưng mà mình, tại mình sống trong văn hóa lịch sự nó khác, còn cái người sống trong cái hoàn cảnh hơi trần tục thì nó khác. Cho nên Phật giáo chỉ cho mình con mắt bình thường này gọi là nhục nhãn, con mắt thịt. Và mình cứ nhìn mọi người, thí dụ mình thấy người ta vậy, mình nói vậy, đó rất chuyện bình thường, không tội lỗi gì cả. Nhưng mình nhìn vậy rốt cuộc mình được cái gì? Toàn là hờn giận, trách móc, khổ đau không à. Bây giờ mình đưa cái nhìn mình lên xa một chút, để làm chi? Trước hết mình yên ổn. Mình giận họ, họ cũng về ngủ ngon lành. Chỉ có mình bực bội, mình la mấy đứa nhỏ, mày đừng có đụng tao nha, nãy tao ra ngoài tao bị tao đụng rồi đó. Rồi mình về mình bị người ta làm khổ, mình về là mình làm khổ con mình. Mình leo thang làm khổ nhau. Cho nên đó, người ta có một cái niềm tin rằng á, ai mà bị tai nạn ở ngoài đường á thì nhất định chỗ đó sẽ bị tai nạn lại. Người ta kêu là có huân á. Tại vì người ta tin rằng những cái vong hồn mà mất ở những cái chỗ đó không chấp nhận, họ đứng ở đó, họ lòng vòng chỗ đó, họ khiến một tai nạn khác phải y chang như họ, họ mới bằng lòng họ bỏ đi. Cũng giống như thế gian tao nói rất bình thường, ăn không được phá cho hôi. Tôi bị như vậy, tôi phải bị người khác đau thương như vậy. Cho nên mình mời mấy thầy tới. Mời mấy thầy tới để làm gì? Để khai thị thôi. Hương linh đã mất ở nơi này, và nơi này chính là nơi hương linh thọ nạn và tử vong và đau thương. Đừng ở đây, đừng bám víu. Mà xin lỗi đại chúng, đâu phải đợi tới khai thị cái chuyện đó đâu. Trong đời sống này ai khổ quá cũng cần khai thị vậy. Pháp Hòa một ngày khai thị không biết bao nhiêu cái email. Vậy thì bây giờ cuộc sống nó hay hơn, thì người ta cần khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Khai thị nghĩa là mở ra cho một cái người đó một ánh sáng, mở ra cho người đó thấy cái khổ đau, và chỉ cho thấy cái này khổ, cái này hạnh phúc. Cho nên bờ bên này là khổ đau, bờ bên kia là hạnh phúc. Vượt qua bờ bên kia, nhà Phật gọi là độ. Độ không phải là lấy cái tay vỗ một cái rồi khi mình có cái gì đặc biệt. Độ nghĩa là cầm tay dẫn mình từ bên này sang bên kia. Thí dụ như người ta đang đói bụng, cái mình đem một dĩa cơm tới, mời anh độ. ở trong chùa kêu độ ngọ đó, nghĩa là gì? Ăn dĩa này xong hết đói, độ được cái đói. Chữ độ là từ bên này sang bên kia. Độ nhất thiết khổ ách, Bát Nhã Tâm Kinh quý vị tụng hoài vậy đó. Chữ độ là gì? Qua được tất cả mọi khổ, chứ không ai cầm làm được gì mình. Nhưng khi mình có thấy, có quán, có thấu đạt, tự nhiên mình hết khổ. Cái đó nhà Phật chỉ cho mình. Thì trong cuộc sống này ai mà không có nhục nhãn. Nhưng nếu mình cứ sống bằng nhục nhãn hoài, mình sẽ bị nóng dữ lắm. Nấu sâm bổ lượng để nhãn nhục cũng vừa vừa thôi, để quá nóng chết. Mặc dù nó bổ nhưng mà mình ăn nhiều quá nó cũng bổ, nó bổ lên tới mặt luôn, nổi mụn. Mình đưa cái nhìn của mình lên, từ nhục nhãn lên tới thiên nhãn, để rồi chúng ta có pháp nhãn, chúng ta có tuệ nhãn, rồi chúng ta có Phật nhãn. Đạo Phật gọi là ngũ nhãn, 5 thứ con mắt. Mà không cần phải đi Hàn Quốc để thay. Cũng con mắt đó, cũng con mắt đó, mà chỉ cần học Phật thôi là thay đổi ánh mắt liền. Cho nên ở trong phim Tôn Ngộ Không á, ảnh có cặp mắt yêu tinh, mà ảnh nhìn một cái anh nháy cái là yêu tinh hoảng hồn liền. Cái nhấp nháy đó là biểu tượng rằng tôi thấy anh rồi đó, I know you. Mình thỉnh thoảng cũng phải nháy mắt mình kiểu đó nha. Nhiều khi mình giận quá, mình không biết mình giận, mình nói mình bậy bạ quá trời, nói xong rồi xin lỗi, ngàn lời xin lỗi. Rồi mình đi mua hoa mình tặng, mình gửi một cái text mình xin lỗi, được hết. Nhưng mà những cái đó chỉ là một cái phương tiện xoa dịu người kia, mà làm sao mình phải tự chuyển hóa bản thân mình. Nhà Phật gọi là chuyển nghiệp. Ai cũng có nghiệp hết. Tôi nóng tánh vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Cái đó gọi là mình chịu đòn, mình chịu trận với nghiệp, thì cái đó gọi là định nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó thay đổi mình thì chúng ta gọi là chuyển nghiệp. Nghiệp nó có những cái thay đổi được và có những cái không thay đổi được. Ví dụ như mình sinh ra, khi tôi sinh ra mang được tên tiếng con nhà nghèo, bao nhiêu năm không đòi thai lớn lên còn nghèo. Đâu có chịu trận gì được. Mình chịu khó làm ăn, dù không nghèo nhưng mà cũng khá. Chuyển nghiệp chứ gì nữa. Đại chúng mình ngồi đây có chuyển nghiệp không? Hồi đó mình nghèo sơ xác, nghèo rớt mồng tơi, và bữa nay mình có nhà nè, có xe nè. Mọi việc mình tuy không giàu nhưng mình khá. Vậy là mình chuyển nghiệp rồi đó, chuyển cái nghiệp nghèo rồi. Và có những cái tánh tình, những cái cuộc sống hàng ngày chúng ta chỉ mới huân tập đây, chúng ta chuyển được. Nhưng mà có những cái nghiệp mà chúng ta khi mình sinh ra, mình đã có sẵn cái nghiệp đó. Thí dụ như tham, sân, si, nó đi theo với mình. Và vì tham cho nên chúng ta có tham tài, tham sắc, tham danh, tham ngủ, tham ăn, gọi là ngũ dục. Nó đè mình. Người có trí như Tôn Ngộ Không, có power, có sức mạnh như Tôn Ngộ Không, nhưng vẫn bị đè. Thì cái ngũ hành đó, cái núi đó đó, người ta gọi là kim mộc thủy hỏa thổ đó. Nhà Phật rồi có ngũ uẩn. Người giàu, người nghèo, người tu, người không tu, con nít, người lớn, bất cứ ai ngồi đây, bất cứ trên thế gian này, hễ thọ thân con người là có ngũ uẩn hết: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và cuộc sống của chúng ta đều bị chi phối bởi ngũ dục, nó đè mình. Cho nên Tôn Ngộ Không bị núi đè. Và cái núi đó tượng trưng cho ngũ uẩn, tượng trưng cho ngũ dục. Đó là chưa nói chúng ta còn bị ngũ trượt nữa đó. Ngũ trượt tức là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Nó đè mình. Nhưng mà tại sao Quan Âm Bồ Tát không gỡ được lá bùa đó? Nếu mà so ra Quan Âm là có sức mạnh hơn, có power hơn là Bồ Tát mà. Còn Ngài Huyền Trang chỉ là một con người thường mà, tại sao lại có sức mạnh gỡ lá bùa đó? Tại vì Quan Âm là Bồ Tát, mà đã là Bồ Tát ở trên trời, không phải người thế gian. Chỉ có người giữa con người với con người với nhau, giữa chúng sanh với chúng sanh với nhau, chúng ta mới đồng cam cộng khổ, mới hiểu thấu nỗi khổ của nhau. Cho nên Đức Phật thị hiện làm con người. Cho nên sự hiện diện của Đức Phật không phải là mặc khải của thần linh. Nếu Đức Phật mà như Mecca từ trên trời rơi xuống á, và Đức Phật đi xuống thế gian này như một đấng thần linh á, thì Phật biểu mình tu, mình không tu đâu. Tại vì mình nói Phật ở trển xuống Phật làm được, con ở trong bụng con chui ra con làm không được. Cho nên Phật cũng sanh giống mình, lớn lên giống mình, và cũng lập gia đình giống mình, cũng yêu thương giống mình, cũng có con giống mình. Nhưng mà từ cái giống mình đó, Ngài chuyển mình, Ngài chuyển cái nhìn của Ngài để Ngài thấu đáo. Cho nên Ngài Huyền Trang là tượng trưng một con người bình thường. Nhưng mà tại sao, nếu vậy thì tại sao không phải là một con người bình thường, phải là ông thầy tu? Tại vì ông thầy tu là tượng trưng cho giải thoát. Hình ảnh của Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho hình ảnh của giải thoát. Y pháp mà Ngài Huyền Trang đắp lên là tượng trưng cho giới pháp. Chỉ có khi nào mình giải thoát, chỉ có khi nào mình có giới luật, có giải thoát, có đạo đức, chúng ta mới gỡ được cái khổ đau mà nó đè mình cả 500 kiếp. Không tu không bỏ được, không tu không vỡ ra được, mình vẫn bị đè và bị vô minh, bị khổ đau như vậy. Cho nên Ngài Huyền Trang tượng trưng cho một con người, nhưng mà con người giải thoát. Nói khác hơn là Tôn Ngộ Không là một người trí, một người mưu mô. Nhưng mà anh mưu mô cỡ nào đi nữa mà anh không có tu tập, không có giới đức, thì khổ đau nó vẫn đè anh. Một con người bình thường trong Huyền Trang không có cái gì đặc biệt, nhưng ở con người đó chân chất, bình thường, có đạo đức, có giới pháp, giải thoát tất cả. Cũng giống như bây giờ, xin thưa đại chúng, mà đại chúng đi chùa, quý vị đến, quý vị kính trọng một vị xuất gia, là tại vì vị xuất gia có bằng cấp nhiều, hay quý vị đi tìm một vị chân tu? Mình tìm ai? Chân tu. Còn bằng cấp thì nó là chỉ học vấn thôi. Mà học mà không có tu thì cái học đó cũng là bình thường. Cho nên á, Pháp Hòa hay ví dụ á, nước trà, cà phê, nước Coca-Cola, nước trái cây, tất cả các thứ nước. Nhưng thủy chung trong con người mình cần nước gì nhất? Nước lọc. Mà nước lọc là nước rẻ nhất. Nhưng mà trong con người mình phải có nó. Tại vì nó mới chính là cái nước làm cho mình trong sạch cơ thể, dẻo dai sức khỏe thôi. Uống nước gì nhiều cũng bệnh hết á. Cà phê nhiều cũng không tốt, Coca-Cola nhiều cũng không tốt, nước ngọt nhiều cũng tốt, vân vân. Cuộc sống này cũng vậy. Chỉ có cái chân thật là bất hư thôi. Có một vị hòa thượng đi xuất gia, và Ngài nói rằng khi tôi đi vào chùa tôi tu, thì tôi học được thầy tôi một câu thôi mà tôi sống cho tới già. Đó là chân thật bất hư. Cái gì chân thật, cái đó không hư dối. Cũng giống như mình ăn cơm về ăn, chứ cơm trắng vẫn dễ ăn hơn. Mình ăn cơm xào, cơm chiên, cơm gì, nhưng mà cơm trắng nó dễ nhất là tại vì nó có thể ăn với tất cả các món khác. Thì ở đây á, Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho một người bình thường, nhưng mà nơi có người bình thường đó không mưu mô. Tôn Ngộ Không có trí nhưng mà nhiều mưu quá thì cái mưu đó không có lợi, tại đó thiếu tu. Rồi cái chữ mà cái lá bùa mà Án Mani Bác Di Hồng đó là nghĩa gì? Chữ án nghĩa là quy mạng trở về. Chữ án nghĩa là quy mạng, là trở về. Cho nên nhà Phật ai mà tu mật chú, câu chú nào cũng bắt đầu từ chữ án hết. Án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, án làm xóa ha, án bộ bộ đế rị. Tất cả chữ án là quy mạng, là trở về. Còn general nhất, bình thường nhất, khi chúng ta niệm Phật bắt đầu từ chữ Nam Mô. Nam Mô cũng nghĩa là gì? Là cũng trở về, là quy mạng. Mình đi đâu đi mà hãy tới trước bàn Phật cái chắp tay lại: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trở về đảnh lễ thầy của con là Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư, Bổn Sư là thầy của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin trở về đảnh lễ Phật A Di Đà. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin trở về đảnh lễ Đức Quan Âm Bồ Tát. Vì chữ Nam Mô là trở về, là quy mạng. Nó cũng giống như mật tông ta đọc chữ án. Án là trở về, là quy mạng. Mani là một viên ngọc tượng, mà ngọc thì phải sáng, tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho cái tâm trong sáng thanh tịnh. Padme tức là Bát Di đó, nghĩa là trong hoa sen. Padme là trong hoa sen, mà hoa sen là một loài hoa vượt khỏi bùn nhơ. Còn chữ hùm á, hay là chữ hồng á, mình âm là hồng, nguyên bản là hùm, nghĩa là sự thành tựu của tự thân, tự ngã thành tựu. Thì cái câu đó đơn giản là nếu như mình muốn thành tựu, không có gì khác hơn là phải trở về với cái ánh sáng, với trí tuệ, với tâm thanh tịnh, thì vượt tất cả mọi khổ đau. Cho nên truyền thống Tây Tạng lúc nào cũng trì câu Om Mani Padme Hum, Án Mani Bác Di Hồng. Muốn được tật bệnh cũng tụng nó, tai nạn cũng tụng nó, bất cứ những cái gì khó khăn đều trì câu đó. Tất cả mọi sự rối rắm khổ đau trong cuộc đời mình mà mình không có nhìn lại lý do nào thì làm sao mình giải quyết nó được. Nói đơn giản trong cuộc sống là mình không nhìn lại vấn đề thì không giải quyết được vấn đề. Mà lúc nào mình cũng đề xướng rằng vấn đề này cần giải quyết, mà không nhìn lại thì làm sao biết vấn đề gì để giải quyết, và nó xuất phát từ đâu, lý do nào, và chúng ta phải làm gì để giải quyết vấn đề đó. Cho nên Án Mani Bác Di Hồng là một câu thần chú, nhưng nói đơn giản là không thần chú gì hết, tại vì nó là một chân lý để sống. Anh muốn trở về, anh muốn giải quyết khổ đau, tâm anh phải sáng như Mani, lòng anh phải vượt tất cả mọi chấp trước, mọi dính mắc, mọi thị phi, mọi nhân ngã, mọi biên kiến, để anh có được một trí tuệ bình đẳng trong sáng, vượt khỏi bùn nhơ, thành tựu cái điều anh muốn. Cho nên thường thường người ta muốn giải quyết một vấn đề, người ta đi tìm một cái người mà không có một cái tình cảm riêng trai, mà người đó phải trung lập, người đó phải đứng ở giữa và nghe hai bên để có thể giải quyết. Tại vì người đó tâm không bị đắm chìm trong cái thân sơ, không bị vướng mắc của thân sơ, mà có trí tuệ để lắng nghe, để giúp cho người đó thành tựu tất cả. Thì Tôn Ngộ Không cũng vậy, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho bản thân con người chúng ta cũng có trí đó, cũng có hiểu biết đó. Nhưng mà cái trí của mình chưa tu, cho nên người khôn chừng nào mà không tu, trời đất chịu không nổi. Tại vì người đó khôn quá, giỏi tài lường gạt, mưu mô, nhưng thiếu cái sự tu tập. Cho nên dù ảnh vượt ra khỏi cái ngũ hành đó rồi, khỏi cái núi đó rồi, Đức Quan Âm vẫn phải trao cho Ngài Huyền Trang một cái dòng kim cô để đội cho anh. Thí dụ như mình ngoài đời, mình nói thôi giờ con buông hết rồi, con không có thèm gì ngoài đời nữa hết á, vô chùa tu. Nhưng mà vô chùa tu cái là chùa đè xuống cạo tóc, trao cho cái y, truyền cho 10 giới. Anh bỏ cái lớp vỏ ngoài đời, mới bỏ cái lớp vỏ thôi. Nhưng mà cái lõi đời á, giống như cái cây á, lột cái lớp vỏ mà cái lõi cây nó còn mà. Thì cái lõi đời đó nó còn, anh mang vô chùa chết người ta hết. Cho nên anh 50 tuổi rồi, có bằng cấp rất cao, nhưng anh vô chùa tu, anh vẫn phải là chú tiểu. Anh đi, anh xuất gia sau một chú 20 tuổi, anh vẫn phải đứng sau chú đó. Không phải phân chia, nhưng mà để chúng ta bớt cái ngã. Cái ngã của đời, cái ngã của thế gian đó, nhà Phật gọi cái đó là thế trí biện thông. Một trong bát nạn. Đi vào chùa khó tu lắm. Quý vị buổi tụng, buổi sáng tụng á, bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải. Bát nạn là gì? Là 8 thứ tai nạn. Trong đó có một trong 8 nạn đó chính là có một cái trí của thế gian. Và khi đem cái trí đời mà ứng xử trong đạo thì không được. Ví dụ như mình trong chùa mình làm việc mà lúc nào cũng mưu mô tính toán theo kiểu người đời, không được. Hơn thua tính toán lợi ích, không được. Đôi khi người tu còn phải chịu nhường, chịu nhịn, chịu lép, chịu lỗ, để nó mới thành tựu được cái con người vượt đời chứ. Ăn miếng trả miếng thì đó là thế gian chuyện rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nhưng cái phi thường của chúng ta là chúng ta có cái lớn đó mà chúng ta biết làm cho nó nhỏ lại. Ngài Quan Âm là một người tượng trưng cho không phải người thế gian, nghĩa là bậc thánh. Các cõi khác tới mà đâu có tấu, chưa hiểu đạt được con người. Ở đây có ai đọc kinh Pháp Hoa hả? Quý vị nhớ phẩm Tùng Địa Võng Xuất không? Một ngày nọ các Bồ Tát ở 10 phương bay tới, bay veo veo tới. Các vị chắp tay thưa Đức Phật Thích Ca, chúng con sẽ tình nguyện phụ cho Phật làm cái chuyện là truyền bá giáo pháp. Đức Phật nói no need, khỏi cần. Ngay cõi của tôi đã có những người tình nguyện làm việc đó. Đức Phật vừa dứt lời, ở dưới lòng đất nứt các Bồ Tát lên, bay veo veo lên. Trời ơi, mình đọc đó mà mình không có hiểu được cái lý đó, mình không chấp nhận được kinh này đâu. Các Bồ Tát ở các phương là gì? Người ở xứ khác tới. Người ở xứ khác sao nói được chuyện ở đây? Mà chính người địa phương mới làm được. Hồi nãy Pháp Hòa đến thăm, trước khi tới đây có ghé thăm bà cụ 90 tuổi bị bệnh, cho nên Pháp Hòa đến thăm. Rồi tranh thủ đến đây cho nó kịp giờ. Rồi các vị chở Pháp Hòa toàn là địa phương khác tới không à? Ở Ontario không à? Đi lạc đường chết. Cho nên dứt lời cái Bồ Tát ở địa phương này nhảy ra liền, để tôi dẫn đường. Rõ ràng. Chỉ có địa phương mới biết chỗ nào đang construction, đang sửa đường, chỗ nào đang kẹt đường, dẫn đi một vèo là tới đây. Còn nếu mình nghe lời cái anh GPS đó, ảnh dẫn mình đi một hồi là... Hồi nãy quý vị nói trời ơi thầy đi để trễ qua, nó không, Pháp Hòa muốn làm người Việt Nam. Hiểu ý không? Không ăn đậu không phải người Mễ. Không đi trễ không phải Việt Nam men. Cho nên cái câu linh chú đó, Án Mani Bác Di Hồng, mình muốn thành tựu có hai việc để làm thôi. Tâm phải sáng, lòng phải tịnh. Cái tâm mình nó tịnh như một ly nước, nó lắng tất cả các bụi thì nó trong. Mà nó trong là mình see through, thấy được, thấy thấu bên kia luôn. Cho nên cuộc đời này á, cái gì cũng có thể giải quyết trong tương đối. Có thể nó không phải là tuyệt đối. Có thể giải quyết trong tương đối. Cái vấn đề là chúng ta có chịu ngồi yên không? Có chịu ngồi lại lắng nghe nhau không? Có thể có chịu ngồi lại để cho người kia nói không? Hay là người kia mới vừa lên tiếng là chúng ta xỉ mặt rồi, im không được nói, tôi biết hết rồi. Nhưng mà tại vì người ta đang lặp lại từ đầu, ngay cái khúc mình biết thôi, còn khúc sau mình không biết. Cho nên mình coi phim, mình hay coi phim tập 1 lắm, xong rồi mình coi tập cuối. Khúc giữa chuyện gì không biết. Rồi tới hồi ủa sao nó chết vậy con. Bắt đầu mở lại cái mát coi khúc đó coi. Cho nên mình biết tập 1, tập cuối. Chắc chắn rằng bất cứ một phim nào cũng có tập cuối, bất cứ một quyển sách nào cũng có trang cuối, và bất cứ một cuộc đời của ai cũng có ngày cuối. Và chúng ta đừng quên rằng chúng ta sẽ có một trang cuối. Và hãy để trang cuối đó nó kết thúc một cách đẹp. Nó kêu là happy ending. Mình xem phim á, mà cuối cùng hai đứa nó thương nhau mà nó chết á, mình cũng ngồi mình khóc dữ lắm. Mình cũng tức ông đạo diễn lắm, mình tức ông tác giả lắm. Trời ơi, hai đứa nó dễ thương vậy mà sao không cho nó sống. Vậy mà hai đứa nó nắm tay, nó hạnh phúc với nhau. Rồi nó vô xong nó chia tay, lấy tiền nó đi ăn cháo rồi mà mình cứ... Nhưng mà mình hạnh phúc lắm, mình ra về trong hạnh phúc. Tại vì mình muốn cái gì nó cũng phải happy ending. Nhưng mà mình muốn người khác, mà mình muốn xem một bộ phim mà mình quên rằng mình cũng đang là một diễn viên của một cuộn phim của đời mình. Mình cũng đang là những diễn viên. Sáng mình làm mẹ, làm vợ, làm bà, làm đủ thứ. Một mình đóng rất nhiều vai. Vô chùa đóng vai Phật tử, xuống bếp đóng vai đầu bếp, về nhà đóng vai bà. Nhiều vai để đóng. Và mình muốn làm hết tất cả khả năng của mình trong cái vai của mình. Nhưng mà mình đóng không khéo á, không có chánh niệm, không có trở về đó, để mà tâm sáng trí tịnh, thì cái vai mình đóng thì được, nhưng mà đóng xong nó không có cái happy ending. Quý vị thấy được điều mà nói. Phật giáo ở ngay trong đời sống của chúng ta. Tại vì chữ Phật nghĩa là tỉnh thức, là giác ngộ. Mình đã nổi sân bao nhiêu lần rồi, và mỗi lần sân bắt đầu nó đầy sân. Chén dĩa nó bay, nhà cửa bê bối. Một cơn sân của mình xong rồi là đầy sân hết. Tại vì mình giận mình đâu có dọn dẹp, mình giận mình đâu có nấu ăn, mình giận mình đâu có quét nhà, mình đâu có xúc tuyết, mình đâu có làm những cái công chuyện đó đâu. Mình đi shopping hoặc mình vô phòng mình ở. Cho nên một cái sân trong lòng thì đầy sân ngoài này. Nhưng mà mình cứ để yên như vậy, tức là mình bị gì? Bị núi đè. Mình gửi email tới thầy cầu cứu, mình lên chùa mình khóc với Phật. Mà lúc này người ta hạn chế nhang lắm. Bây giờ nhang còn có đi mua nhang, mua có chừng gan tay à. Mà mình xin Phật không, tới hồi nhìn lại nhang tàn rồi. Chưa kịp cắm cái nhang lên, Phật nghe hết câu chuyện của mình. Nhang tàn mà chuyện chưa hết. thành thử thành ra nhiều chuyện. Mình bị nó đè, nhưng mình muốn thoát ly, nhưng mà mình thoát ly rồi mình làm gì? Mình phải hội nhập với Huyền Trang để đi thỉnh kinh. Cho nên Ngộ Không thoát ly cái núi đó rồi phải làm đệ tử ngài Huyền Trang để đi thỉnh kinh. Mình thoát ly nhưng mà mình không chịu tu. Cái là mình xin lỗi xong rồi tưởng huề rồi, rồi ngày mai mình sống y chang như vậy thì ngày mai nó làm nữa. Thoát ly xong rồi kể từ nay, cái câu mình hay tụng đó, cái gì núp bóng từ quan đó, lại Phật tổ soi đường dẫn bước, bao tội khổ trong đường đời ác trượt, vì tham sân si mạng gây nên, thì hôm nay giữ trọn lời nguyền, xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí Phật quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Bắt đầu mình than, ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Dạ con nguyện ra thôi, con nguyện thôi, nhưng mà con không muốn ra. Đụng tới mình thì không thích lên, không thích xuống địa ngục, muốn lên thiên đường, nhưng mà rước nó thôi. Anh chỉ muốn làm người trần gian, tại vì lên trời hai đứa hai nơi. Lên trời hai đứa hai nơi, thôi anh chỉ muốn làm người trần gian. Mình mâu thuẫn quá trời. Bà cụ kia quỳ trước Phật, xin Phật cho con đau một giây chết một giờ. Chú Tiểu đứng sau nó rồi chuẩn bị lên đường. Bà tưởng Phật linh, Phật kiểu bà đi, bà nói khoan, con chỉ nói thôi. I just talk about it. Cho nên mình vượt khỏi núi Ngũ Hành rồi thì phải làm đệ tử ngài Huyền Trang. Tức là mình hội nhập với cái đoàn đi thỉnh kinh. Thỉnh kinh là gì? Là đưa cái ước nguyện mình lên, muốn tìm cầu cái chân lý. Cho nên ngài Huyền Trang đi thỉnh chân kinh. Tại sao Tôn Ngộ Không có thần thông mà không vận một cái vèo đi qua tới Tây Trúc? Tại ổng có tới 72 thần thông mà. Ông có thể bay cao và xuống đất mà, tại sao lại phải chịu cực khổ đi như vậy? Vì cái gì mà power nó không có giá trị. Giống như bây giờ cái gì handmade á nó mới mắc, cái gì homemade nó mới ngon, cái gì organic người ta mới thích, bio. Nghĩa là mình không đem cái công phu khổ luyện của mình để có được cái đó thì làm sao mình quý. Cho nên mình phải khổ luyện, mình phải cần cù đi một đoạn, đi một con đường đó. Đi thỉnh kinh là tìm cái chân lý, đi tìm cái lẽ sống, đi tìm cái chân lý cho lẽ sống. Cho nên mình phải chịu cực. Trời đất ơi, mới tu được có mấy bữa mà đòi hỏi Phật đủ thứ hết. Tụng có 15 phút kinh mà phục nguyện 30 tên. Và thậm chí còn hỏi mai lên chùa tụng kinh nghe dài không thầy? Ông thầy ông nghe hỏi vậy là ông biết rồi đó. Ông cũng có ý là ông nói dạ ngắn lắm. Dạ nếu ngắn con lên, tại mai con nhiều áp phe. Rồi vô tụng kinh, trong lòng đinh ninh 15 phút mà sao cứ ngồi tụng kinh lật hoài còn mấy trang nữa. Tây phương cũng muốn, cực lạc cũng thích, mà cực khổ không chịu. Rốt cuộc Phật hỏi cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, mi dông đường nào? Không có cực khổ làm gì có cực lạc. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng một việc này. Ví dụ mình mua một miếng đất, nó rừng rậm, nó dơ bẩn, hay mua một căn nhà đi, một căn nhà cũ. Nhưng mà sau 6 tháng sau trở vô cái nhà đó, nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ. Vậy thì cái nhà sạch đó có phải là do một quá trình dọn dẹp không? Như vậy cái nhà sạch đó là tịnh độ, còn cái nhà dơ là uế độ. Và người muốn tạo thành một tịnh độ đâu phải chuyện dễ. Từ một cái uế độ mà chuyển hóa nó thành một cái tịnh độ đâu phải chuyện dễ. Nó là một quá trình huân tu, dọn dẹp. Mà cái nhà của mình có thể dọn trong 6 tháng, sửa chữa trong 6 tháng. Chính ta chúng ta đây sửa chữa trọn đời. Tại vì nó sanh hoài à. Từ cái iPhone số 7 mà giờ lên tới 15, 16 rồi. iPhone mình thay đổi. Áo quần ở nhà còn một tủ mà thấy rẻ vẫn mua mà. Giày dép ở nhà một tủ mà thấy rẻ thấy đẹp vẫn mua. Là mình còn, nghĩa là mình cũng thay đổi. Tại vì mình bị ngoại duyên, ngoại cảnh rất nhiều. Thì làm sao mà mình giữ mình như thế được? Cho nên chuyện chuyển hóa thân tâm là chuyện cả đời. Ngày nào còn sống, ngày đó vẫn tu. Hỏi tu chừng nào thành? Mình chỉ cần thành chính mình. Nói biết mình đang nói gì, ăn biết mình đang ăn gì, và rõ ràng mình đang bệnh, mình phải ăn như thế nào để giảm bệnh. Mình đang khổ, mình phải sống như thế nào để giảm khổ. Rõ ràng mình thấy con mình đó, năm nay nó 15 tuổi, nó lì hơn nó 13. Nghĩa là vô thường. Từ một đứa nhỏ dễ thương bây giờ trở ra một đứa nghịch, biết cãi lời. Chính giây phút đó là cái uế độ mà chúng sanh đó là đối tượng của mình, để mình chuyển hóa mình với nó. Phải nhận diện được cái hoàn cảnh đó mà tìm phương thức để dung hòa giữa mình với nó. Bỏ nó không được thì nó con của mình. Cương cứng không được, nó sẽ bỏ đi. Cho nên phải mềm mỏng. Mình phải đi với nó. Tiếng Mỹ gọi là get along, try to adapt. Chính là Ngài Tôn Ngộ Không đi với Huyền Trang đó. Mình không đi chung không thể tới được. Cho nên thầy trò phải đi chung một cái chuyến đi thỉnh kinh. Mẹ con, vợ chồng phải đi chung với nhau mới tới được. Muốn đi nhanh, đi một mình. Muốn đi tới thì đi chung. Có nhiều người vui lắm. Pháp Hòa thấy hai ông bà già dẫn nhau đi shopping. Bước xuống xe cái ông khỏe, ông đi trước, đi ta te vậy đó. Nói theo người miền Nam nha. Đi ta te tới cửa vậy. Tưởng sao đứng chờ bả. Vậy thôi, nãy ta đi chung đi cho nó mùi. Đi một mình. Cái bả lẩm đẩm bả đi. Ông già khó ưa. Đi của ông mình. Mình yếu chân ông không đỡ. Tưởng sao bực quá quay lại đỡ bà đi. Thế. Chứ muốn tới nơi trước điên mình. Muốn tới chung đi chung. Cho nên mình không có tách rời được. Phật không có rời mình. Mình không có rời Phật. Mỗi ngày quý vị tưới cây. Quý vị đọc bài kệ tưới cây. Tôi gửi tôi cho đất. Đất gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi nơi Phật. Phật gửi Phật nơi tôi. Mình tưới cây. Mình tưởng mình tưới cây. Mình nuôi cây. Nhưng mà thật sự cây cũng nuôi mình. Tại vì cây cho mình thoáng khí. Tay cây cối cho mình cái oxygen, cái fresh air. Mình tưới cây, mình nuôi cây. Nhưng mà cây cũng nuôi mình. Mình gieo một cái hạt cải. Mỗi ngày mình tưới nó. Tôi tưới cho cải nó sống. Và khi nó sống lên, nó sẽ nuôi sống mình. Cho nên Mình đâu có rời nhau mà có mặt. Bông nó không, hoa nó không thể sống thiếu nước, và nó cũng không thể thiếu ánh sáng của mặt trời. Nước là từ bi, ánh sáng mặt trời là trí tuệ. Chúng ta không thể sống hạnh phúc, an vui, vươn lên một cách mạnh khỏe nếu không có từ bi, không có trí tuệ, không có tình thương, không có hiểu biết. Quý vị thương Pháp Hòa quá, sắp đơn giản mà cho ăn cà ri, cho ăn bánh bò nước cốt dừa, ăn xong em lên ngậm ở không? Ở sao không dán? Ở quá trời dán gì? Thí dụ vậy đó. Nghĩa là mình thương mà nó không có hiểu. Mình thương mà nó không hiểu. Mình thương mình sẽ hiểu. Và hiểu là người đó làm gì. Cho nên con mình bây giờ nó lớn rồi, nó không phải là một đứa nhỏ của 5-6 tuổi của ngày xưa, thì mình phải có cách đối xử với nó khác. Để làm chi? Mình đối xử nó đúng mức, nó sẽ giảm đi cái sự làm mình tổn thương. Mình đối xử nó không, tại nó 15 mà mình làm giống như nó hồi 3 tuổi vậy đó, thì nó khó chịu quá, nó sẽ nói những lời khác trở lại, thì nó cảm thấy nó bị thương. Mà khi nó phản bác lại thì mình tổn thương, và chịu không nổi thì cả hai vô nhà thương. Cho nên Án Mani Bác Di Hồng, lúc nào mà mình bất an, trì câu chú đó lên. Nghĩa là con xin trở về, nương tựa với tình thương, nương tựa với sự chấp trước. Con là mẹ nó, con nói nó phải nghe. Cái đó là chấp đó. Mình chấp mình là mẹ nó đó, nhưng mà bên cạnh mình làm một vai mẹ, mình có thể đóng vai khác nữa mà. Đóng vai chị, đóng vai em, thậm chí mình đóng vai người làm của nó nữa. Bằng chứng nó giặt đồ mình đi xếp nè, nó bừa bãi mình dọn dẹp nè. Không phải người làm của nó là cái gì. Nó đi về ăn gì chưa con, để mẹ bưng cho con ăn. Rồi nó ngồi nó ăn, mình đang niệm Phật vậy, nhớ để tương vô ăn cho ngon nha con. Đang niệm Phật đó nha. Đang tụng kinh đó. Phật không có bắt tội cái đó đâu. Nhưng mà giây phút đó mình sẽ biết rằng cái gì là tình thương của mẹ. Tại em y hệt à. Đệ tử ngồi ăn mà mình hạnh phúc lắm. Pháp Hòa có thể ngồi cuốn, gọi cuốn cho đệ tử ăn một cách rất hạnh phúc. Không có phân biệt là thầy không được làm cho trò và trò phải service cho thầy. Tại vì giây phút đó là giây phút mình nuôi dưỡng cho nhau. Mình nuôi dưỡng nhau. Đệ tử nó đi đâu nó cũng nhớ mình đã từng ngồi ăn cơm với thầy, và thầy đã làm cái này cho mình. Quý vị đóng vai bi đi, để giữ con. Con nó đi về thì phải nói những lời nào để cho nó cảm động. Con mới về hả con? Con ăn cái gì chưa? Mẹ có nấu để dành cho con nè, mặc dù chưa nấu gì hết. Và đôi khi nó đi về nó nói, mẹ có gì ăn không? Tao tưởng mày ăn ngoài rồi. Đừng có nói câu đó. Ồ có con. Con rửa mặt rửa tay đi, mẹ chuẩn bị cho con. Tại vì sao? Đi khắp thế gian không có ai tốt bằng mẹ. Hòa thượng Quảng Độ có một bài thơ rất hay. Trong đó có một câu là: bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình thương của mẹ. Vu lan đến cõi lòng con quạnh quẻ, bóng hình kia ấm trọn biết giường bao. Cho nên cái đó không phải đối với con không, mình có thể nói với chồng, mình có thể nói với vợ. Tại vì ai cũng là một đóa hoa hết, và người nào cũng cần nước để sống hết. nhưng mà nhớ tưới cho đúng nước. Thương quá, tưới sữa không? Thương quá, lấy dầu thơm vô tưới cho nó thơm. Nó không thơm mà nó chết. Tưới cũng phải tưới vừa chừng thôi. Pháp Hòa dạy mấy chú tiểu ở chùa khi làm hương đăng, khi mà con lên con tưới hoa đó, tay phải con cầm bình nước, tay trái con lấy một ngón tay con để vô bình. Khi con tưới vào thì cái tay con phải feel được nước tới đâu để con không có bị tràn nước. Thật ra tràn thì mình lau, nhưng mà tại sao mình có cái cơ hội mình làm cái gì để mình khỏi mất công mà không chịu làm? Cái đó là cái mình muốn nói. Mấy chú sáng đi học thường lười mặc đồ ấm lắm. Sáng nào Pháp Hòa cũng chạy xuống, Pháp Hòa rờ mỏi ông, rờ cái chân, có mặc cái quần thơm mồ ở trong đó. Tuổi trẻ thì thường hay lười, mà không mặc thì Hòa bắt vô mặt, mà nhìn cái nét mặt đi vô mặc cái quần lại là không mấy gì vui, tại vì trễ học. Pháp Hòa nói không phải lỗi của thầy, tại thầy dạy con. Nếu con không muốn trễ huynh đệ, con không muốn trễ bản thân, những gì con biết con cần phải mặc, con phải cần phải làm, sao con không làm trước để đỡ mất công? Một chú nào mà đi mà chạy, Pháp Hòa thấy phải không? Đi trở ngược lại đó, bắt đầu đi bộ lại đây, không có la. Con đi trở lại đằng đó, nãy thầy thấy con chạy từ góc đó đó, giờ con trở lại góc đó, con đi bộ lại cho thầy coi. Thì cái gì mà mình muốn nó không phải mất công thì mình cứ làm từ trước đi. Cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Cho nên xin thưa đại chúng, câu chuyện Tôn Ngộ Không bị núi đè. Mình là một Tôn Ngộ Không, mình rất có thể đang bị đè, và mình rất mong mỏi muốn vượt lên, thì mình phải biết quay trở về. Trở về với ánh sáng tuệ giác của mình, nhận diện tại sao mình khổ, tại sao bữa nay như thế này như thế kia. Giống như quý vị nấu ăn thôi. Quý vị nấu ăn, quý vị nếm miếng, nếm rồi nhắm mắt lại, nhẩm 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 thử coi nó mặn ngọt như thế nào. Nấu ăn như thế mà tại sao cuộc sống mình không có nếm vậy? Nếm xong rồi phải biết nó mặn, nó lạc như thế nào mà gia giảm. Gia giảm đến khi nào món ăn mình nó ngon thì thôi, nó vừa ăn thì thôi. Và thưa đại chúng, cuộc đời này mình không có làm tròn cho ai được hết, nhưng hãy làm những gì mà tốt nhất mình có thể. Giống như mình nấu ăn thôi, vừa ăn với mình nhưng mà có thể mặn với người khác, có thể ngọt với người kia, có thể lạc với người nọ. Nhưng nếu mình không nếm mà người ta trách thì mình không có cái point, không có cái chỗ để mình nương vào, mình căn cứ vào để mình chỉnh sửa. Nấu ăn mà không nếm thì người ta có thể phê bình. Có nếm rồi nhưng mà vừa với mình mà chưa vừa với người kia thì lúc đó mình đành chấp nhận. Try your best. Làm tất cả những gì có thể mình làm. Ai cũng có bổn phận hết. Tôn Ngộ Không khi mà vung ra khỏi cái đó rồi thì không còn là một Tề Thiên Đại Thánh nữa, mà là một đệ tử của Huyền Trang. Bây giờ là một đệ tử, thì đệ tử thì phải sống bổn phận của đệ tử. Cho nên ổng mà nổi cơn lên, ngoài Huyền Trang niệm chú nhức đầu, thu phục. Và nhớ rằng khi mình có vươn lên cỡ nào, mình có rời khỏi cái gì, cái đó nó mới chỉ có rời thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn phải là một đoạn đường hội nhập và đi tới. Mình bỏ ngoài đời rồi, mình vô trong chùa mình tu rồi, mình mới bỏ đời thôi mà, mới cạo tóc thôi, mới mặc y thôi mà. Bước vô chùa rồi thì cả một quá trình hội nhập với đời sống người xuất gia và đi tới với cái con đường tu tập của mình. Thì Tổ Quy Sơn dạy rằng: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Đã là người xuất gia, bước tới một phương trời cao đẹp, cao rộng, thì cái tâm của mình và cái hình tướng nó phải khác người đời. Nếu mà cái tướng mình khác người đời và tâm mình y như người đời thì chưa có hội nhập. Cho nên đắp y phải hạnh phúc và đắp y cho nó trang nghiêm. Cầm bát phải trang nghiêm. Đời sống người tu là như vậy. Hội nhập được nó thì đi hoài mà không có buồn chán. Vô chùa tu mà không hội nhập được đời sống người tu, không đi tới đích. Cho nên thầy trò Huyền Trang muốn gặp được Phật Tổ Thỉnh Kinh phải cùng đi với nhau, hội nhập với nhau và đi hết một con đường đó. Và nên nhớ rằng con đường đó không bao giờ trơn tru, không bao giờ có nhiều hoa lá bên đường, mà sẽ có nhiều chông gai và sỏi đá. Cũng y thế thôi. Cuộc sống mình có được ngày nay không phải tự động, mà nó trải qua một quá trình rèn luyện, cực khổ vượt qua, để rồi chúng ta có được ngày hôm nay. Ai cũng có một cái bổn phận chúng ta sống, và làm tròn bổn phận của mình. Thì khi mà gặp Phật Tổ rồi, Phật Tổ Thọ Ký, Ngài Huyền Trang trở thành Chiên Đàn Công Đức Phật, Tôn Ngộ Không trở thành Đấu Chiến Thắng Phật, Tịnh Đàn Sứ Giả. Tại sao gọi là Chiên Đàn Công Đức? Tại vì bây giờ tất cả việc lành, những cái công đức gì mình làm, nó thơm quý như một loại gỗ thơm, gọi là gỗ chiên đàn. Ngộ Không mà vượt tất cả mọi cái yêu quái, thắng được mọi yêu quái, khó khăn để đưa cả đoàn đi đến được, cùng hội nhập được, cho nên gọi là Đấu Chiến Thắng Phật. Tất cả cái đó là biểu tượng hết. Trong Hồng Danh Bảo Sám có những vị Phật đó, và ông Ngô Thừa Ân đã lấy những vị Phật đó ra, đã mượn tên những vị Phật đó để đặt cho các vị này khi chuyến đi thành công. Hôm nay được về thăm đại chúng, Pháp Hòa kể lại đại chúng nghe một câu chuyện nhỏ, và lấy ý tứ đó chúng ta mổ xẻ và ứng dụng trong cuộc sống tu tập của mình. Và thưa đại chúng, tu không phải là mình tách ly với cuộc đời này, mà chính những gì chúng ta đang sống đây, quý vị chỉ cần thay đổi, tô màu, làm đẹp, mọi thứ cũng y hệt như vậy, nhưng nó sẽ khác. Như một căn nhà cũ, nhưng chúng ta biết chùi rửa, sơn phết, dọn dẹp, từ một căn nhà dơ cũ sẽ trở thành một căn nhà sạch sẽ, đẹp đẽ. Uế độ và tịnh độ không có hai. Tịnh độ là cõi sạch, mà cõi sạch không tự có nếu chúng ta không từ uế độ mà chuyển hướng. Quý hiểu ý được qua nói vậy đó. Một con người dễ thương không phải tự có, mà con người đó có chuyển hóa. Con người đó có chuyển hóa, mà con người có chuyển hóa chính là con người Phật tử chứ gì đó. Vậy thì tại sao mình dạy gì hay là mình ngại gì không nhận mình là Phật tử? Là Phật tử là gì? Là một người biết hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Cho nên mình phát nguyện quy y. Quy y để trở thành một Phật tử. Và chính cái lễ phát nguyện sẽ giúp cho mình trở thành một bổn phận của người Phật tử. Mà bổn phận của người Phật tử là làm gì? Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc bê tha. Đó là bổn phận của Phật tử. Mà bổn phận của Phật tử là sống đẹp để làm đạo đức cho bản thân, hạnh phúc cho gia đình, an toàn cho xã hội. Vậy thì đạo Phật đóng góp rất nhiều cho cái cuộc sống này. Chứ đạo Phật không phải là một tôn giáo tách biệt, chỉ biết mình với ông giáo chủ mình thôi. Mà đạo Phật hội nhập vào cuộc đời bằng cách hướng dẫn cho những người đệ tử biết sống hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nói gần gũi là bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Mà tâm ý mà trong sạch thì Tâm ý mà trong sạch thì được vỗ tay. Đúng vậy, tâm ý mà trong sạch thì mình được người khác khen thưởng. Đó là mình, quý vị nhớ là quy y không phải là một cái lễ để mình trở thành một tín đồ của đạo Phật, mà dừng ngay đó là không được. Tín đồ của đạo Phật là phải thể hiện được những việc cần làm, đó là ráng bỏ ác làm lành. Và thể hiện bỏ ác của mình là tránh cố ý giết hại, gian tham trộm cắp, tà hạnh ngoại tình, lường gạt dối trá, rượu chè cờ bạc, đóng góp cho gia đình hạnh phúc, đóng góp cho xã hội được bình an và bản thân được đạo đức. Đó là đời sống tích cực của Phật tử. Cho nên quý vị nào cảm thấy rằng mình còn sân si lắm, đợi khi nào hết sân si mới quy y, mô Phật Nepa, không có được đâu. Mình càng sân si phải tu gấp, tại vì tu mới hết sân si. Nó thôi tôi cũng dám thọ giới đâu, thọ rồi làm tội. Ủa, bộ hỏng thọ làm hỏng tội hả? Không thọ làm vẫn tội. Nhưng mà có thọ rồi lỡ làm mà biết ăn năn, biết hối cải, hoặc đang làm mà ý thức dừng lại đỡ dữ lắm. Mới tán người ta hai bạc tay, người ta bò lết mình định thọc cổ đánh tiếp. Nhớ trực lại Phật tử, thôi tha nó đi. Quý vị hiểu anh nói ha. Cho nên có quy rồi đỡ lắm, có quy rồi đỡ lắm. Mình biết ngăn lại bớt, mình biết hối cải, biết ăn năn, cho nên không có sợ quy y. Mà xin thưa vậy nè, dù quý vị chưa bao giờ quy y, nhưng đời sống quý vị đã sống theo năm giới này chưa? Có rồi. Không 4 thì cũng 3, không 3 thì cũng 2, không 2 cũng 1, chứ không lẽ làm láng hết sao? Mà nếu mà làm láng hết đâu có được ngồi đây, phải không? Cho nên Phật cũng dễ thương lắm. Phật nói các đệ tử nào mà giữ một giới tới hai giới, Phật gọi là tiểu u bà tắc, tiểu phần cư sĩ. Giữ được ba giới, Phật gọi là bán phần cư sĩ. Giữ được bốn giới, Phật gọi là đa phần cư sĩ. Giữ được năm giới, Phật gọi là toàn phần cư sĩ. Bây giờ ai muốn làm tiểu, làm phân nửa, làm đa phần, làm bán phần, cứ thọ giới tu tập, thọ đủ. Cái nào chưa làm được nghĩa là cái đó mình sẽ tu. Thí dụ mình còn nói dốc quá, nhưng mà Pháp Hòa cũng xin mở ngoặt nói chỗ này một chút. Quý vị đừng có ngại, nó thôi tôi còn làm ăn, tôi còn nói dối, tôi cũng dám thọ cái giới này. Làm ăn mà không nói dối sao được? Chuyện đó xã hội người ta chấp nhận rồi. Chị chỉ mua giùm này giùm em đi, em bán không có lời. Để Pháp Hòa kể cái chuyện này, nó mới xảy ra ngày hôm qua nha. Nói có sách mách có chứng. Tối hôm qua thầy Chân Tạng với chú Trung Hải, hai vị là đệ tử của Pháp Hòa, hai vị coi như là đệ tử út tạm thời đó, chừng nào sanh nữa không biết. Thì được quý Phật tử chở đi chơi thì Pháp Hòa cũng cho đi, tại vì mấy thầy lần đầu tiên đến đây và cũng có mấy bạn trẻ đã từng đi dự khóa tu. Hôm nay các bạn trẻ cùng gặp lại cho nên mời hai thầy đi, Pháp Hòa cho đi. Tối về thầy trò nằm nói chuyện và mới hỏi mấy đứa tụi con đi chơi ở đâu. Đại khái cái chú thầy Chân Tạng mới kể câu chuyện. Thầy kể thầy mới nói là ngày hôm qua con vô một cái tiệm đó, họ bán mấy cái tượng Phật á, thì trong đó có một cái tượng Phật nhỏ nhỏ con xem. Thì cái bà bán bà ra bà nói cái tượng này 120 đô. Mà bà còn thêm câu nữa, bà nói đáng lý là giá gấp 3 lần đó, mà tại vì tôi thấy ông là người tu, tôi bán giá này. Thầy Chân Tạng ổng đã search trên mạng rồi, ổng biết cái giá nó hết trơn rồi. Cái thầy cầm cái thầy nói no thank you. Cái thầy đi, cái bà giật lại, bà nói Thôi, tôi thấy thầy tu, tôi chịu lỗ, tôi bán rẻ 80. Mà thật cái đó có 20 à. Xong cái thầy mới nói vậy, xong cái Pháp Hòa hỏi rồi sao, cái bà thầy mới nói con biết bà nói hớ với con đó, mà con cũng mua. Tại vì con thấy bà nói vậy mà con nhìn vô cái tiệm, con thấy chắc tiệm này ế dữ lắm. Thôi tội bà quá con mua. Mà thầy biết không, khi mà con nói con mua cái tượng đó rồi thì con thấy mắt bà rưng rưng nước mắt. Tại bà hối hận rồi. Bà hối hận, bà gạt thầy chùa. Đây em thêm mà nha. Thầy mới kể với Hòa, thầy nói con thấy bà rưng rưng nước mắt, nhưng mà 80 ngon quá, bán cho rồi, lời được 60 rồi. Xong cái bà để gỡ gạt, bà đi vô bà kiếm cái bao đẹp bà tặng con. Bà kiếm hoài không ra. Thôi con đành lấy cái giấy gói bình thường, cái bao bình thường, và con tặng cho một em trong nhóm. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, kể câu chuyện nãy mình nói, vụ nói dối đó. Bán, xã hội chấp nhận hết. Người ta mua của mình, người ta biết người bán phải có lời. Cái đó không thuộc nói dối. Cái này mới dối nè. Cái ly nó mẻ, bán 20 thì phải nói thiệt. Đáng lý năm đúng là cái giá này, người ta mua người ta biết, ủa sao cái ly này giá này, là phải có vấn đề. Thì mình nói đúng như vậy, ta mua cũng tốt, không mua cũng không sao. Cái quan, nhưng mà cái chuyện buôn bán cũng không có gì quan trọng. Pháp Hòa là bị gạt thường xuyên. Cũng cái tội trả giá chứ có gì đâu. À, Đức Thầy Chân Tạng mới hỏi Pháp Hòa chứ, thưa Thầy, người tu mình có được trả giá không? Pháp Hòa mới nói, mình là người tu, mình có một cách nói khác mà người ta không buồn, mà mình cũng không có phạm cái lỗi là trả giá với người bán. Thí dụ bây giờ con mua được cái đó 40, bà bán 80, con muốn mua 40, thì con nói khéo là con chỉ có đủ tiền mua 40 thôi. Mình nói như vậy thì nó nhẹ nhàng. Mắc dữ vậy. Tiệm cứ bán có 80, 40 rồi, bà bán chi dữ vậy. Ăn lời ông thọ nghe bà. Mình không cần nói vậy chứ. Mình nói theo cái cách của mình. Con có thể mua cái này 40. Nếu cô có thể bán cho con đủ tiền con mua 40. Pháp Hòa đi đặt tượng Phật. Pháp Hòa nói với ông chủ á, đã là tượng Phật thì tôi không muốn trả giá. Tôi không muốn tôi với ông như hai người khách, mà tôi muốn tôi với ông trở thành hai Phật tử đi thỉnh Phật. Ông là người làm tượng cho thỉnh, tôi là người đi thỉnh tượng, chứ không phải là bạn hàng, ông bán tôi mua. Vì đây là tượng Phật. Ông hãy nói với cái giá gì mà tôi có thể, khả năng tôi làm được. Ông cứ làm đi. Ông cứ tính toán một cái giá mà ông nghĩ rằng phải chăng trong lòng ông, giá cả phải chăng, và tôi có thể thỉnh được, tôi thỉnh mà tôi không trả giá. Cho nên Pháp Hòa giữa cái người làm tượng có một cái communicate, có một cái sự liên thông rất tốt là gì? Không bao giờ trả giá. Vì mình đi thỉnh Phật mà. Nhưng mà mình có quyền nói với họ. Nhưng mà quý vị biết, mặc dù mình như vậy nhưng mà họ vẫn không có dừng ở đó, họ vẫn gạt mình như thường. Pháp Hòa bị mấy lần nhưng mà Pháp Hòa thương. Trả tiền xong cái bộ tượng đó, người khác vô mua giá cao hơn họ bán. Đến khi họ gửi hình, Pháp Hòa không có biết, Pháp Hòa biết chắc đây không phải là bộ tượng Pháp Hòa chọn. Chừng đó họ mới nói thật, người khác mua giá cao hơn tôi bán rồi. Thì Pháp Hòa nói thôi, nếu ông bán rồi thôi, tôi cũng không có nhu cầu. Sao ông mới năn nỉ, ông nói giờ con ông bệnh nặng, cần tiền để chữa bệnh, thầy ráng giúp giùm tôi. Thành thử Pháp Hòa thì thỉnh bộ tượng, nhưng mà vì cái lòng mình thương muốn giúp đỡ cho ông, chứ Pháp Hòa không có nhu cầu thỉnh gì hết. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin thưa vậy chúng, cái đó trên cái phương diện cuộc sống bình thường, mình mua bán không có gì lỗi hết. Nhưng mà đừng có đạo thì phải có đức. Đạo có đức mà. Đạo là gì? Nếu mà nói đơn giản là tôn giáo đi, là con đường đi, thì tôn giáo đó, con đường đó phải dạy mình cách sống như thế nào để mình có cái đức, cho nên gọi là đạo đức. Thì cái này mới đúng vào cách phạm cái lỗi nó, do là mình dựng chuyện hại người khác, mình vu oan, mình nói những điều không đúng sự thật, không có do mắt thấy tai nghe, không xác định sự thật mà mình lên án phê bình thì không nên. Cái gì thấy biết mới nói. Và nếu trong đời sống hàng ngày có nói những lời dễ nghe, cũng cùng một cái đó, nhưng đừng nói những cái gì mà người khác tổn thương. Đó chính là cái lời của cái giới thứ tư, là không nói dối, chứ không phải là lúc nào cũng phải nói thật. Cái ông đó, ổng giữ cái giới nói thật, cho nên bữa đó ổng tới nhà má ổng, nhà bạn chơi đó, rồi cái thì ổng ngồi ổng ăn tiệc xong, cái ăn thọ bài cụ đó, tới cậu ổng ra cửa ổng nói nè, bữa nay tôi không có nói câu nào hết rồi nghe, má ông có mắc dịch mắc gió chết đừng đổ thừa tôi. Nhịn suốt buổi cuối cùng ra phán cho câu vậy đó, mà người ta đi thọ nữa chứ. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, và Pháp Hòa xin chia sẻ một chút xíu những câu chuyện để chúng ta, một điều Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là đã là Phật tử thì chúng ta phải làm sao chúng ta nhận diện đạo Phật ngay trong đời sống của chúng ta. Và Phật Pháp bất ly thế gian, rời thế gian mà tìm Phật Pháp không ra. Những gì Pháp Hòa tư duy, những gì Pháp Hòa quán chiếu suy tư và Pháp Hòa lượm lặt trong cuộc sống á, cho bản thân mình á, là những gì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị nãy giờ đó. Pháp Hòa sống như thế nào, tu tập như thế nào, mỗi câu chuyện nó đến với mình như thế nào, Pháp Hòa đã tư duy về cái đó như thế nào thì chia sẻ với đại chúng. Cho nên nếu có gì sơ sót không, mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, ở đây có một số quý vị phát tâm quy y, thì nãy giờ Pháp Hòa cũng có giải thích sơ về quy y thọ giới rồi đó. Quy y là quay trở về ha, y là nương tựa, trở về nương tựa. Nương tựa với Phật là người thầy, nương tựa với Pháp là lời dạy của Phật, nương tựa với Tăng là đoàn thể những người sống. Lời dạy của Phật là chân lý, là lẽ thật, là con đường. Đi phải biết đường, làm phải biết cách. Làm mà không biết cách thì làm sai, đi không đúng đường thì đi trật, sống không biết cách sống là sống khổ. Cho nên quy y Pháp là học cái lời Phật dạy để ứng dụng trong cuộc sống. Gia đình mình cũng là một đoàn thể của Tăng, chúng ta đến với nhau để mong có hạnh phúc. Mà không biết cách sống thì hạnh phúc không có. Cho nên ý chí thì có mà phương pháp thì không. Ý chí muốn hạnh phúc mà phương pháp hạnh phúc không có. Phải nương Pháp, nương lời dạy để có phương pháp làm cho cái hạnh phúc mình có mặt. Cho nên xây dựng hạnh phúc, giữ gìn hạnh phúc là lời Phật dạy, cách sống cho chúng ta, gọi là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y để biết mình là Phật tử, và biết có Phật là Phật tử thì có bổn phận của một Phật tử. Và bổn phận của Phật tử là bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm ý cho trong sạch. Ngày nay có thể con mình nó không có đi chùa giống mình, nó không lạy Phật giống mình, nó không ăn chay, nó không lạy Phật, nó tụng kinh như mình. Thưa đại chúng, quý vị có buồn, nhưng mà thưa là nên nhìn lại một chút. Cái đạo Phật đó là đạo Phật của mình, thế hệ của mình. Bây giờ mình làm sao cho con mình đạo Phật này nè, đừng làm ác, nên làm lành. Miễn mình nhìn vào đời sống của nó có học hành, nó cũng sống đàng hoàng là mình mừng rồi, nghĩa là nó sống theo Phật rồi đó. Chứ còn mình bắt nó gõ chuông gõ mõ giống mình là hơi khó ha. Thật ra nếu nó làm thì rất tốt, vì đó là cái mình muốn thấy. Nhưng mà mình, quý vị ơi, mình muốn thấy cái hình tướng hay muốn thấy thật tướng? Thật tướng của nó thì miễn làm sao mình dạy dỗ như thế nào để nó sống tốt, nó sống có bỏ ác làm lành, Vì đó chính là chủ đích của đạo Phật. Ba đời chư Phật ra đời nói có nhiêu đó thôi, đem tất cả pháp môn, chỉ dẫn tất cả mọi phương tiện, không ngoài việc đó. Cho nên người Phật tử quy y để mình có bổn phận. Như hai vợ chồng làm lễ cưới nhau là để xác định bổn phận của người nam đó bây giờ là chồng, bổn phận của người nữ đó bây giờ là vợ. Phải sống đúng cái nghĩa vợ chồng, không vi phạm. Phật tử cũng thế, làm lễ quy y để xác định vị trí của mình và bổn phận của mình là làm sống đạo đức, và sống đạo đức qua năm giới như nãy giờ Pháp Hòa đã trình bày. Và quý vị đã ý thức được điều này, cho nên mình phát nguyện quy y và mỗi ngày mình lạy Phật. Lạy Phật, lạy ba lạy. Nghĩa của ba lạy đó là lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng, tam bảo. Lạy người chết, lạy bốn lạy, là bởi vì lại hoàn mãn một cuộc đời, hay là lại ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên, cho nên mình lại bốn lại. Lại Phật, lại ba lại là Phật, Pháp, Tăng, tam bảo. Trong cái lễ, trong buổi chiều hôm nay, Pháp Hòa giải thích sơ về ý nghĩa tam quy ngũ giới. Đại chúng đã ghi danh quy y thì cũng cùng phát nguyện. Tất cả chúng ta ngồi đây, dù đã quy y, chưa quy y hay là sẽ quy y, cũng đều có thể lặp lại những cái điều này để nhắc nhở, để ý thức. Mong tất cả đại chúng hay chúng ta cùng chắp tay đọc ba lời phát nguyện này để quy y tam bảo cũng như trợ duyên cho các vị. Xin các vị đồng nói theo. Quy y Phật, con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời, cho con trong cuộc đời. Quy y Pháp, quy y Pháp, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương, con đường của tình thương và sự hiểu biết, và sự hiểu biết. Quy y Tăng, con về nương tựa Tăng, con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Đó là ba lời phát nguyện quy tam bảo. Đây là phát nguyện năm điều đạo đức căn bản của người Phật tử. Xin đại chúng đồng nói theo. Con xin vâng giữ điều học, con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự giết hại, là cố ý tránh xa sự giết hại, tránh xa sự gian tham trộm cắp, tránh xa sự gian tham trộm cắp, tránh xa tà hạnh ngoại tình, tránh xa tà hạnh ngoại tình, tránh xa nói dối lường gạt, học nói lời ái ngữ, học nói lời ái ngữ và lắng nghe sâu, và lắng nghe sâu. Con xin vâng giữ điều học, con xin vâng giữ điều học, không uống rượu hút thuốc, không uống rượu hút thuốc, dùng những chất xì ke ma túy, xì ke ma túy, vì con ý thức rằng cha mẹ trao truyền, sức khỏe tâm linh, con cần giữ gìn, để trả ơn cha mẹ, bằng cách sống thật bình an lành mạnh. Mong tam bảo chứng minh, và gia hộ. Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Cảm ơn đại chúng. Rồi, một chút xíu nữa quý thầy sẽ gửi quý vị cái điệp giới này ha. Lấy một cuốn ra cho thầy. Đây là cái quyển sổ quy y tam bảo, như là một cái giấy chứng nhận vậy đó. Nhưng mà ngày xưa là một tờ giấy, bây giờ Pháp Hòa chế lại thành một quyển sổ passport. Thì cái quyển sổ trong này có tên của người quy y, có pháp danh, có ngày sinh, cũng như là năm giới mà quý vị vừa tiếp nhận đã ghi đầy đủ trong này. Mỗi tháng quý vị mở cuốn sổ này ra thì quý vị đọc lại một lần. Còn ai muốn ôn giới thì mỗi tháng ngày rằm ở tại tu viện Trúc Lâm có chương trình tụng giới tại tu viện, và có truyền online cho quý Phật tử khắp nơi để theo dõi. Ở vùng Quebec này, quý vị có thể theo dõi cái thời tụng giới vào lúc 9h30 tối. Tại vì bên kia 7h30, bên này 9h30 tối rồi. Nhưng mà nếu vì cái thời gian không có thuận tiện thì quý vị nghe lại cái bài đó, hoặc là tự mình đọc quyển sổ này để mình không có quên những gì mình đã tiếp nhận. Các vị bên Nam thì sẽ có pháp danh bắt đầu từ chữ tuệ, tượng trưng cho trí tuệ. Các vị bên nữ bắt đầu từ chữ từ, tượng trưng cho từ bi. Từ bi và trí tuệ là định nghĩa của chữ đạo Phật. Ai hỏi mình đạo Phật là gì? Đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ, là hiểu biết, là thương yêu. Cho nên Pháp Hòa đã dùng hai từ này để gửi pháp danh đến cho tất cả quý vị. Pháp danh là gì? Là tên ở trong Phật Pháp, trong đạo, để quý vị nương vào đó, quý vị tập tu. Ví dụ ở trong này có một Phật tử tên là Hà Thị Thu Loan, pháp danh là Từ Xuân An. Từ là từ bi, an là an ổn, lòng từ bi đẹp như mùa xuân và có khả năng làm cho mọi nơi, mọi chốn được bình an, thanh bình như một mùa xuân, cho nên gọi là Từ Xuân An. Nếu có một Phật tử tên là Tăng Andrew, pháp danh là Tuệ Quang Khai, trí tuệ, ánh sáng của trí tuệ được khai mở, Tuệ Quang Khai, Từ Xuân An, thí dụ vậy. Quý vị thắc mắc, ủa sao pháp danh hai chữ mà giờ ba chữ? Đơn giản thôi, tại hết chữ. Chúc đại chúng an lạc buổi tối. Đại chúng có hoan hỷ không? Rồi, ngày mai mình sẽ gặp ở chùa Linh Sơn. Ô, còn câu hỏi nữa chứ. Thôi để dành mai trả lời trên chùa Linh Sơn nha. Dạ, kính thưa đại chúng, thì sau đây thì thầy sẽ trả lời câu hỏi của quý vị đại chúng. Nhưng mà thưa thầy cũng xin thưa trước với quý vị là vì thời gian có hạn, cho nên hên xui thầy sẽ bóc ra được cái câu hỏi nào thì thầy trả lời câu hỏi đó. Còn nếu như mà không thì thầy sẽ trả lời sau cho quý vị sau. Dạ, thưa quý vị, ngày hôm nay con cũng xin thay mặt cho đại chúng ở đạo tràng Montreal xin kính gửi đến thầy những lời cảm ơn chân thành nhất của chúng con. Ngày hôm nay thầy Bà đã ban cho chúng con một cái thời pháp rất là hay, và chúng con cũng đã nhận được những cái lời dạy của Phật và cũng cảm thấy rất là an lạc. Quý vị có thấy là an lạc không ạ? Bây giờ mình còn bao nhiêu thời gian? Dạ thưa thầy thì muốn còn bao nhiêu thì còn bao nhiêu rồi. Các chúng con thì có thể ngồi lâu lắm ạ. Này tại cô nói thôi. Em dạy em hỏi. Em dạy em hỏi. Tại vì thật lâu quá thì không về, cho nên là chúng con cũng rất mong muốn được gần gũi lâu, phải không quý vị? Rồi bây giờ Pháp Hòa xin đại chúng cho Pháp Hòa 20 phút. Pháp Hòa trả lời một vài câu hỏi. rồi mình nghỉ. Dư lại Pháp Hòa sẽ trả lời vào tối ngày mai ở chùa Linh Sơn. Dạ. Kính thưa Thầy, ba con rất muốn nghe Thầy giảng nhân chân yếu tai lãng. Ba con muốn đọc những bài viết, Thầy có thể cho con biết cách nào để các bác được đọc không? Thì bây giờ mình muốn cho ông đọc thì cứ lấy bài ra cho ông đọc chứ cách nào. Thưa đại chúng, hiện nay á, ở trên Internet á, những cái trang nhà Phật giáo rất nhiều, và rất nhiều tài liệu quý hiếm ở trên Internet. Thì đại chúng có thể tìm, nhưng mà bởi vì người già rồi, thật ra thì nếu mình có đưa cho ông đọc đi nữa thì nên đọc cái gì đơn giản ngắn gọn. Đã chân yếu tai lãng mà giờ đọc thêm mắt mờ nữa thì thôi, đọc xong không được tu tập gì mà thêm bệnh nữa. Pháp Hòa đã từng quy y cho những vị lãng tai. Pháp Hòa sẽ có cách. Khi mà làm lễ quy cho các bác mà bị lãng tai á, thì Pháp Hòa đã soạn sẵn một cái bài Tam Quy Ngâm Giới giải thích ngắn gọn, xong rồi đưa cho ông tự đọc. Con tên là gì, xin phát nguyện quy y Phật. Rồi cũng giống như nãy giờ quý vị đọc vậy đó, nhưng mà tự ông cụ cầm ông đọc lên. Thì đây là cái cách cho những vị mà lãng tai, bị gì mình nói mà không có nghe, rồi mình la thì người ta tưởng mình gây lộn. Thành thử ra mình viết ra. Nhưng mà cũng xin thưa là quý vị cũng phải khéo léo, tại vì người già rồi thì không đủ cái sức để mà ngồi đọc những cái bài rất dài đâu. Cho nên đọc những cái gì ngắn gọn. Nếu quý vị rảnh thì quý vị có thể đọc xong rồi mình kết lại một vài cái đoạn ngắn gọn giải thích. Mà thấy yếu nữa thì thôi, không cần biết Phật Pháp gì, lúc già cỡ này rồi, một câu Nam Mô Di Đà Phật cũng đã đủ để làm hành trang về trển rồi. Không? Chứ còn ai tới hỏi gì nữa đâu mà tìm hiểu không, biết cũng tốt. Tại sao khi chúng ta mất bình tĩnh, chúng ta là hành động rất lỗ mãng? Hỏi là trả lời rồi. Có ai mất bình tĩnh mà không lỗ mãng đâu. Không? Chúng ta là hành động rất lỗ mãng và thiếu suy nghĩ, đôi khi đánh mất chính mình. Thì đất mất chính mình rồi lúc đó ma quỷ nó nhập vô. Ma tham, ma sân, ma si nó nhào vô, nó thay thế mình, nó hành động rồi. Rồi cái mình nói xong cái không biết lúc đó ai nhập tôi. Hồi nãy giờ Pháp Hòa nói ít nhiều chắc cũng trả lời câu này rồi đó, phải không? Om Mani Padme Hum, quay trở về là ôm. Mani là ngọc sáng, mà ngọc sáng là tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết. Padme là bát mi hay là bát di, nó là trong hoa sen, mà hoa sen là không có nhiễm buồn. Sở dĩ chúng ta sân, chúng ta giận là gì? Chúng ta có cái ngã, ai làm không trúng ý mình mới bực. Chứ làm trúng ý mình không có bực. Pháp Hòa ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ ai ngồi trước mặt Pháp Hòa đây, ngồi thấp dưới, người nào mà nãy giờ không thấy Pháp Hòa thì rất phiền não với bình bông này. Còn anh bên này, anh khỏe ru, anh thấy rõ. Vậy thì cái bình bông này vốn nó không có gì phiền não hết, nhưng mà tại vì nó không đúng cái tầm nhìn của mình nên mình phiền não thôi. Thí dụ quý vị hỏi Pháp Hòa một câu hỏi mà Hòa trả lời không đúng, ông thầy trả lời trật lất. Tức là mình luôn luôn, mình muốn cái gì nó cũng phải đắp vô cái ngã mình thôi. Anh có yêu em không? Nếu mà người đó nói thiệt không yêu thì giận liền. Nhưng mà người đó yêu tha thiết, cái bắt đầu mình sửa bộ liền. Vậy sao không nói sớm? Tức là hãy câu nào mà nó đắp vô cái ngã đó, nó bồi vô cái ngã đó là mình chịu liền. Cho nên thực tế mà nói, tôi thích mấy người nói thẳng à, nhưng mà bao nhiêu người chấp nhận được những lời nói thẳng. Cho nên rốt cuộc á, mình giận, mình hờn, toàn là sống bằng bản ngã hết. Bản ngã là gì? Là cái tôi. Thí dụ mình nấu ăn, mình nói chị ném giùm em miếng coi nó ngon không. vừa ăn trưa mình tới nó lạc cái thôi vậy được rồi, thôi em ăn vậy đó, vậy thôi ăn gì thôi. Ở đây không biết có ai thỉnh thoảng gặp cái vụ đó không à? Biểu tình ném mà ta nói vậy được rồi, tôi ngon vậy. Sao sao nấu ăn có được không? Ta nói xong cái không, tại kiểu tôi vậy á. Vậy là thưa đại chúng, thật ra không có gì tội lỗi nha. Pháp Hòa nói vậy không phải là Pháp Hòa trách móc gì hết, nhưng mà nói để mình thấy được mình. Trong cuộc sống này không có gì đẹp và hay bằng mình sống mà mình thấy được chính mình. Nhà Phật gọi là gì? Quán tâm. Trong tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, mình thấy được tất cả những tâm hành đang sinh khởi ở nơi mình. Thấy để làm chi? Để mình điều chỉnh mình sống chứ có gì đâu. Cũng giống như mình ngồi trong xe mà hễ lạnh thì mình bớt máy lạnh, mà không thì mình mở sưởi. Trong nhà mình cũng thế thôi. Cho nên tất cả đều do mình chỉnh nếu mình cảm thấy cái gì nó không hài lòng. Cho nên cuối cùng tất cả những hờn giận với nhau không có gì ngoài cái ngã đâu. Cái ngã là cái tôi đó. Mà mình dính vào cái tôi tức là mình không phải là Mani Padme. Mà không Mani Padme thì không hùng. Hùng là gì? Là thành tựu. Thành tựu tử ngã. Không quay trở về để quán chiếu tại sao mình giận người ta. Mình biểu người ta nói thật mà sao ta nói thật mình giận. Cho nên ngày xưa vua Ba Tư Nặc á, hỏi bà hoàng hậu Mạc Lợi: Ái khanh có yêu trẫm không? Thì bà Mạc Lợi hỏi lại: Hoàng thượng muốn nghe thật hay muốn nghe dối? Trẫm muốn nghe thật. Thì hoàng hậu nói: Nếu nói cho đúng cho thật thì thần thiếp yêu thần thiếp. Tại vì nếu thần thiếp không yêu cái ngã của thần thiếp thì hoàng thượng không yêu cái ngã này thì thiếp đâu có yêu lại. Sở dĩ thần thiếp thương hoàng thượng chiều chuộng là tại vì hoàng thượng cũng chiều chuộng thiếp đó, cũng thương thiếp đó. Cho nên nếu không thì đừng có hòng. Cho nên cuối cùng mới nói sao? Tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Thành thử ra thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Tại mình yêu người ta không, tao yêu lại. Như vậy thì yêu cái gì? Yêu chính mình, và chính mình đó là cái ngã. Cho nên tất cả những giận hờn chẳng qua là không đúng ý mình thôi chứ không có gì hết. Bây giờ muốn gì thì quán như sau đây. Mình nhỏ bé, ai cũng có cái tư kiến. Cho nên hỏi: Chị có ý kiến gì? Dạ ý kiến tôi là ý của một con kiến. Mà đã là ý của con kiến rồi thì ai nghe cũng được. Tại vì tôi không phải ý của một con voi. Và tất cả những gì tôi nói cũng là ý kiến thôi. Ý kiến là ý của con kiến. Không có sao hết. Cho nên mình, rồi nếu mà mình giận nữa quán gì? Quán vô thường. Quán vô thường. Có nhiều khi giận quá đứng tìm chết. Đọc tiểu sử Phật tử tu tập 50 năm và đã an nhiên thị tịch sau một cơn đứng tim vì giận. Ai cũng an tường thị tịch hết. Thật ra cái sân nó là một cái gì nó rất bình thường, nó rất là căn bản trong mỗi con người chúng ta. Tại vì nó đi với mình mà. Cho nên trong quý vị nhớ là ai trong đoàn Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Bát Giới, ai là người nóng tánh nhất? Ai nóng tánh? Tôn Ngộ Không. Tại vì sao Tôn Ngộ Không nóng tánh? Tại vì ông lanh lợi. Ông lanh lợi cho nên cái gì ông cũng thấy biết, mà ai làm trật làm trúng là ông dễn liền. Cho nên một con người trí vẫn có sân. Tại con trí nó chưa tu. Cho nên cái trí đó phải có cái vòng kim cô chồng lên. Và vòng kim cô đó là gì? Đó là giới luật, đó là đạo đức. Phải trồng lên một con người có trí đó. Nếu không thì còn cái người mà tham á. Trong đoàn ba thầy trò ai là tham? Bát Giới. Có nhiều Phật tử được đặt pháp danh là Tịnh Giới, Diệu Giới, không diệu nha. Tại vì bị chọc, bị bạn chọc là Bát Giới. Bát Giới tưởng con heo. Thưa Bát Giới là gì? Là tám giới. Vì chúng ta còn tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham đẹp, tham sắc, cho nên chúng ta cần giữ tám giới để huấn luyện cái ngũ dục. Cho nên mỗi tháng mới đi thọ bát quan trai giới đó. Bát quan trai giới đó là bát giới của Ngộ Năng đó. Cho nên ổng pháp danh là Ngộ Năng. Ngộ là tỉnh thức giác ngộ, còn năng là phải siêng năng. Đã ngộ rồi phải siêng. Còn ngộ mà vẫn nằm yên chỗ thì cái này kêu ngộ ngộ. Ngộ là phải siêng năng. Đã tỉnh thì phải siêng. Người không siêng không làm được việc. Cho nên cái hình ảnh bát giới Trư bát giới, ổng họ Trư đó. Trư là heo đó. Trư Ngộ Năng. Còn cái ông mà Sa Tăng trong đoàn đó là tượng trưng cho ngã chấp, ít nói nhất trong đoàn, phải không? Sa Tăng là ít nói nhất, thầm lặng nhất, nhưng mà là người gánh bao nhiêu cái gánh trong cái đoàn đó. Cái gánh đó, đó là tượng trưng cho cái ngã chấp. Nó im lặng lắm, nhưng mà nó hờn mát, nó giận. Có nhiều người người ta chọc mình giận, mình đâu có phần lửa như là bát giới đâu. Nhưng mà tự động xóa số phone, block số, hờn rồi, mát rồi. Con xin hỏi, ở nhà con thờ Phật cao rồi đến thờ ông bà. Con nghe thầy đã nói là bàn thờ vừa tầm đứng lễ thắp đứng để thắp nhang. Vậy con sẽ hạ thấp nhưng hình con treo trong nhà cao hơn. Dạ thưa vậy có được không? Làm sao cũng được. Tại em không có ở đó em thắp. Em biểu hạ xuống mà không vừa cô, em cũng đâu có được. Mà em biểu yên thì cô phải bắt ghế hoài. Cô bắt ghế hoài bữa nào lỡ cô sẩy chân cái cô nói tại cái ông thầy đó biểu. Mình làm cái gì mà trong cái phạm vi nhà mình mà nó vừa cái tầm nhìn của mình. Thí dụ lỡ quý vị để cao rồi mà phải đứng lên đứng xuống thắp nhang, nhưng mình biết rằng sức khỏe mình mỗi ngày mỗi yếu, mình đâu có thể leo trèo như vậy hoài được. Thì cái lý do mình để như vậy là để mình thờ, là để mình tiếp xúc, chứ không phải mình thờ mình để yên đó. Cũng giống như cái quyển sổ, cái quyển sổ này quý vị nhận xong rồi quý vị phải lâu lâu mở ra để đọc, chứ đâu phải thượng lên bàn thờ để mấy chục năm rồi mới sắp xuống nè, tu y nè, thấy không? Đó. Mình nhận cuốn sổ quy y để mình thường xuyên mình đọc, để mình tiếp nhận, mình tiếp xúc. Mình thờ ông bà, mình thờ Phật cũng vậy. Tức là mình làm cái lý do mình đặt bàn thờ là để mình tiếp xúc với tổ tiên, ông bà. Vậy thôi à. Mà bây giờ mình để cao là vì hoàn cảnh không có. Tức là cái cách là căn bản là như vậy. Nhưng chúng ta cũng phải tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình mà chúng ta thiết lập một bàn thờ cho nó phù hợp với hoàn cảnh của mình thôi. Chứ không có một cái quy luật. Không có một cái quy luật thờ như vậy là trúng, là trật, là tội gì hết. Không có cái chuyện gì tội lỗi trong này hết. Thậm chí bây giờ quý vị già cả rồi, bây giờ bệnh tật không có mua trái cây, không có mua hoa cúng được, không có thắp nhang được. Quý vị treo hình Phật, quý vị nhìn ngắm ảnh Phật để làm cho tâm mình lắng dịu cũng là thờ Phật. Bởi vì chữ thờ nó cũng đâu có nghĩa là mình phải cúng bái gì đâu. Bằng chứng nè, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Hả, nghe cái câu thờ cha kính mẹ cái không lẽ bắt ba lên ngồi để con lại mỗi ngày thôi. Thờ là gì? Là mình có sự cung kính thôi. Đây Pháp Hòa ngồi đây, quý vị cung cúng nãy giờ rồi đây, đây trước mắt cúng 2 ly rồi nè, nhưng mà chưa thắp nhang thôi. Và trên bàn cũng có bông rồi nè, cũng có nước nè. Rồi mình sống, mình đem ly nước, mình nói dạ con mời bác uống nước, cúng chi gì nữa. Nhưng mà chẳng qua mình nói theo cái ngôn từ người sống là mời uống nước, còn hễ người chết thì mình cầm cái nhang. Cũng là một cách đó thôi, cũng là cái cách cúng đó, nhưng mà giữa sống chết có hai cách vậy thôi. Hàng ngày mình bày ra một bàn tiệc và mời hết tất cả quý vị vào ngồi, rồi bắt đầu ăn cơm, không phải cúng sao, bày ra chén đũa thức ăn, cúng hết chứ gì nữa. Quý vị lên, quý vị gặp quý thầy, quý nói dạ con xin cúng dường. Cúng chứ gì đâu, nhưng mà mình cúng cách khác. Cho nên âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái lý của sống chết nó không hai, nhưng mà cái cách ứng xử giữa sống và chết nó có khác. Sống thì mình khỏi thắp nhang, cũng là một cách tiếng thưa gửi mời ăn. Chết thì mình thắp một cây nhang lên, cũng nói y chang vậy đó. Đám hỏi đám cưới cũng lên thưa vậy. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay gia đình tôi có tiệc vui gì đó, nói xong cái dạ xin mời quý vị nhập tiệc. Đó mình cũng thưa đó, nhưng mà bất quá không có nhang thôi. Còn cái kia mình đứng trước mặt, hôm nay dỗ ba, con xin làm ít thức ăn để tỏ lòng hiếu thảo, mời ba dùng cơm, tiện thể con mời ông bà về chung vui với ba con. Thôi, con ông cụ ở chùa Hòa, ông viết thơ Hòa là năm 2 lần vậy đó. Tuần sau dỗ con trai tôi, xin thầy cho mâm cơm cúng dỗ nó, sẵn thầy cho hình má nó xuống luôn để mời má nó về chung vui với nó. Pháp Hòa gặp ông cụ là Pháp Hòa thuộc lòng cái bài bản đó đó. Cho nên cô cứ yên tâm, cô làm sao mà thuận tiện cho cô thôi, không có sợ tội lỗi gì hết, Phật không có buồn phiền chi mấy chuyện đó. Có nhiều khi mình nói thờ cao quá, thờ phải để cao, không được, không có tội lỗi gì hết. Trước đây con cố gắng liên tục tới với chùa, liên lạc với chùa nơi thầy trụ trì để hỏi địa điểm và lịch thuyết giảng của thầy theo email và phone trên website, nhưng không ai trả lời. Hôm nay con có duyên lành được đến đây gặp thầy nên con rất vui. Vậy sau này con phải làm sao để biết lịch và địa điểm thuyết giảng của thầy? Thường thường những buổi giảng public công cộng đều có niêm ở trên Facebook của chùa, quý vị có thể vào đó để tìm hiểu. Bạn bè ngoại quốc làm chung với con hỏi con rằng họ muốn nghe giảng hoặc đọc thuyết giảng bằng tiếng Anh hoặc Pháp. Thưa thầy, có biết nguồn tư liệu nào để chỉ dùm họ? Rất nhiều, quý vị có thể tạm thời đó, quý vị có thể đi vào YouTube. Thí dụ muốn nghe sư ông Làng Mai thì bấm thích Nhất Hạnh, không có dấu, thì sẽ ra rất nhiều bài giảng của sông bằng tiếng Anh. Còn quý vị muốn nghe của Pháp Hòa tiếng Anh thì để là thầy Pháp Hòa English, thêm chữ English ăn sao thì nó sẽ hiện lên. Đừng có bấm thầy Pháp Hòa Français n'est pas parler français. Bạn con nói rằng bất cứ ai mới lọt lòng mẹ ra là đã có ngay cái nghiệp rồi. Cái nghiệp này nó dính sẵn cuộc đời mình. Khi lớn lên học hành ra sao, làm nghề gì và sẽ kết duyên với ai đều là nằm trong cái nghiệp đó. Thưa thầy, phải vậy không thầy? Nếu bạn hỏi thì hỏi bạn. Bạn hỏi mà hỏi em. Thưa đại chúng, cái này nó trúng mà nó trúng một phần. Thì trong Kinh Dược Sư nói tất cả chúng ta sinh ra đời đều có một ông thần câu sanh đi theo. Ai nhớ câu đó trong Kinh không? Thần câu sanh là gì? Là cái thần cùng sanh với mình. Chữ câu là cùng. Cùng sanh ra một lượt với mình. Đó là nghiệp và phước của mình. Nhưng mà nghiệp á, nó có 2 loại. Nghiệp thiện, nghiệp xấu. Bất định nghiệp và định nghiệp. Có những cái nghiệp mà mình không cách nào hơn. Thí dụ mình sanh đứa con đó ra nó ngỗ nghịch, Mình đâu có dục nó đâu được. Thì cái này gọi là gì? Bất định nghiệp. Cái này là định nghiệp. Nhưng mà nếu mình chấp nhận như vậy rồi mình cứ thả trôi để nó làm gì nó làm mình với nó cứ vậy, thì cái này mình không biết chuyển nghiệp. Trong cái định nghiệp nó có cái bất chuyển, là nó có cái chuyển nghiệp, tức là bây giờ mình có một cái nghiệp chính là mình với nó không thay đổi được cái sự thật là mình với nó là con, là mẹ. Nhưng cái cách hành xử với mình với nó để giảm nghiệp giữa hai bên mình có làm được. Hiểu ý không? Thì cái này gọi là gì? Bất định nghiệp. Ví dụ như á, Pháp Hòa xin lỗi là thí dụ Pháp Hòa sinh ra tay chân Pháp Hòa bị có tật, đó là định nghiệp. Nhưng lỡ mình bị bệnh tim, bệnh phổi, có thể chuyển được, có thể chữa bệnh được. Hoặc là có những cái bệnh như cảm mạo, cái đó có thuốc chữa. Như vậy trong cuộc sống của chúng ta, đừng có đổ thừa cái nghiệp mà mình không cố gắng mình chuyển. Có những cái nghiệp mình chuyển được. Cho nên đạo Phật mới dạy cho mình tu. Tu để mình chuyển cái nghiệp. Là nghiệp là gì? Là cái cách sống chứ không có gì hết á. Tất cả tội lỗi, phiền não, khổ đau là do mình ăn, nói, hành động, suy nghĩ. Thân, miệng, ý tạo ra nghiệp. Mễ thân, miệng, ý tạo thiện thì là nghiệp thiện. Thân, miệng, ý tạo xấu gọi là nghiệp xấu. Cái miệng của mình mà ăn tầm bậy nó sanh bệnh, nói bậy nó sanh họa. Thì bây giờ mình chuyển nghiệp nè. Cái miệng của mình nó dính với mình là định nghiệp. Không thể cắt nó được, không thể chuyển đi đâu được. Nó bực bội nó chỗ này quá thử gắn nó phía sau đi. Không được. Vậy chấp nhận nó và là định nghiệp. Nhưng có nghiệp chuyển nè. Hồi đó giờ mình nói tầm bậy nhiều người giận quá, thôi giờ mình chuyển cách nói. Hay là trước khi mình nói mình suy nghĩ cho đàng hoàng trước khi mình nói. Hồi sáng có một ông người Mỹ, ông hỏi Pháp Hòa chứ, tại Pháp Hòa cho ông pháp danh là Tuệ Định, làm sao tu tập theo cái tên của tôi. Pháp Hòa mới nói với ông á, cái tuệ á, là trí tuệ, mà trí tuệ là cái quả, cái định là cái nhân. Nhưng mà định cũng là quả, mà tuệ cũng là nhân. Tại nhờ có tuệ, ông suy nghĩ kỹ càng trước khi ông nói, cho nên có suy nghĩ kỹ, cho nên lòng ông nó lắng. Nhờ tuệ mà sanh định, phải không? Nhưng mà có thể nói ngược lại, nhờ ông có định tĩnh cho nên ông mới suy nghĩ chín chắn. Cho nên định cũng là nhân, tuệ cũng là quả. Nói đơn giản thôi, người không có suy nghĩ chín chắn thì việc làm của mình sẽ không có được lành mạnh. Mà việc làm không lành mạnh thì cuộc sống mình sẽ xáo trộn. Cuộc sống mình sẽ xáo trộn. Cho nên thiếu cái định. Vì vậy mình chấp nhận đó, như là mình sinh ra làm con người là định nghiệp. Mà đã là con người thì không thể tránh được cái già, cái bệnh, cái chết, gọi là định nghiệp. Còn bất định nghiệp là gì? Hàng ngày mình gặp nhau, sự nói năng, sự ứng xử mình có thể thay đổi. Bất định nghiệp. Bây giờ người đó là chồng mình có thể tạm nhận đó là định nghiệp đi, thấy không? Nghiệp duyên của mình với người đó. Rồi bây giờ mình cố gắng mình sống như thế nào để dung hòa cái tình nghĩa. Tại vì cuộc đời này á, ai không bằng lòng với mình dục ra hết á, thì chắc chắn rằng cuối cuộc đời mà không có ai hết á. Tại vì không bao giờ mà không người nào mà không làm mình phiền não, không làm mình buồn phiền. Cái quan trọng là mình chuyển cái cách nhìn của mình về cái nghiệp vận của mình với họ, để làm sao để mình có thể ứng xử. Đấy, có cái thân là định nghiệp nè. Mà cái thân này là cái thân bại hoại, cái thân phai mượn. Nhưng chúng ta sẽ chuyển nó bằng cách là biết nó là tạm mượn, cho nên sẽ sử dụng nó một cách hay ho, không có tàn hoại nó, mà biết sống nó một cách không phí tổn. Mà lãng phí cái thân này thì mất thân thì khó được. Cho nên đúng ở cái chỗ là mình chấp nhận một số cái nghiệp của mình, nhưng đừng đổ thừa cái đó rồi mình không lo làm gì hết. Thí dụ như mình nghèo thì phải làm sao cố gắng mình làm ăn để mình hết nghèo. Mình không biết chữ thì cố gắng học để mình biết chữ. Tại vì người ta có phương tiện dạy mình mà. Trừ khi nào không có phương tiện, không có hoàn cảnh gì hết, mình đành phải chấp nhận. Giống như quý vị đi máy bay á, từ ở Montreal mà bay về Đài Loan, về Việt Nam là mười mấy tiếng đi, dạ, lọt vô đây rồi vậy đó. Bây giờ không nhúc nhích đi đâu được hết, thì ráng suy nghĩ làm sao, sống làm sao, hạnh phúc sao trong mười mấy tiếng bay này. Giờ định nghiệp rồi, mình lọt vô đây rồi, không thể mở cửa ra hứng gió được. Thì bây giờ phải làm sao thoải mái trong 14 tiếng này. Quý hiểu ý mà nói ha. Cho nên định nghiệp cũng có, mà cũng có cái chuyển nghiệp, có những cái chuyển được. Trồng một cái cây xuống đây, phát hiện đất này không tốt, dời nó qua liền là chuyển nghiệp. Rồi có những cái mà nó đã trao ra rễ rồi, nó mọc cây mọc trái rồi, dời cũng được, cực hơn. Cho nên cái gì mà nó chưa thành ghiền, đừng để nó ghiền. Giống như mình nói thôi, để tập hút một điếu thuốc rồi, hút một điếu rồi làm điếu nữa, cứ riết nó thành ghiền. Cho nên nó làm một điếu là liều một đám. Thôi mình nghỉ, ngày mai trả lời tiếp.